Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các anh chị và tất cả các anh em chúng ta có mặt trong buổi tuần ngày hôm nay cùng với Tôn Văn Tường và Lý Thanh Nguyên. Và đây là những cái buổi đầu tiên, những cái ngày đầu tiên mà Nguyên cùng giao lưu và chia sẻ với tất cả các anh chị em trong cái buổi tuần ngày hôm nay. Và rất là vui mừng hiện tại bây giờ là hơn 120 người đang có mặt trong buổi tuần ngày hôm nay. Thì chắc chắn một điều rằng hơn 120 người có ngày hôm nay sẽ có thêm những cái thông tin, có thêm những cái kiến thức, có thêm những cái cơ hội để mình có thể phát triển một công việc gì đó, hay là mình có thể xây dựng một cái công việc tại cái thời điểm mà mình đang ở nhà như thế này. Thì đầu tiên thì không biết là trong số tất cả các anh chị em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, ai đã biết đến Nguyên rồi thì có thể comment xuống số 1 được không ạ? Còn ai chưa biết đến Nguyên thì hãy comment số 2 nào, để mình có thể giao lưu và tương tác với nhau nhiều hơn nhé. Ai mà chưa biết Nguyên thì comment số 2, ai đã biết Nguyên rồi thì comment số 1 nha. Ok, rất tuyệt vời. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ liên tục trao đổi, liên tục chia sẻ, liên tục tương tác cùng với tất cả các anh chị em trong cái Zoom ngày hôm nay, cũng như là mình sẽ làm việc và kết nối cùng với nhau liên tục trong, không những trong buổi tối ngày hôm nay, trong cái thời gian mà mọi người tự thực hành, trong cái thời gian mà mình sẽ Zoom trong cái buổi Zoom là tối thứ năm 20 giờ hàng tuần ha. Thì các bạn hãy cố gắng là chúng ta tham gia cho đầy đủ để mình có thể theo được toàn bộ cái quy trình để xây dựng cho mình một cái hệ thống kinh doanh một cách tốt nhất trên Internet. Ok, thì như Nguyên thấy rằng cũng có rất nhiều người số 1. Và bên cạnh đó thì cũng có một số anh chị em chưa biết đến Nguyên. Thì Nguyên cũng chia sẻ, dành ra 30 giây để chia sẻ, giới thiệu về Nguyên một tí ha. Thì Nguyên tên đầy đủ đó là Lý Thành Nguyên. Hiện tại là Nguyên có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm kinh doanh affiliate marketing ở thị trường nước ngoài. Và trong hơn 5 năm đó, Nguyên đã tạo ra cho mình những cái kết quả, những cái thành tích cũng khá là tốt, nói về ở thị trường nước ngoài. Và cái kết quả affiliate marketing của Nguyên thì ở Việt Nam mình hầu như thì cũng sẽ không có nhiều người có thể là hơn Nguyên. Thì đây Nguyên cũng chia sẻ để cho anh biết được rằng là mình đang học, mình đang nghe, mình đang gọi là thực hành trao đổi cùng với một cái người mà thật sự xứng đáng để mà mọi người ngồi đây và nghe và dành ra trọn vẹn 2 tiếng trong mỗi tối 20 giờ thứ năm hàng tuần ha. Ok, rất tuyệt vời. Cái tiếp theo nữa là hiện tại Nguyên biết rằng có rất nhiều những anh chị em khá là mới, thì không biết rằng là mình đang tìm hiểu về lĩnh vực này như thế nào, không biết là mình đang gọi là có nhiều kiến thức hay là đang làm tới đâu rồi. Thì để cho Nguyên biết được mình chia sẻ như thế nào cho nó hợp với cái kiến thức của mình hiện tại, làm thế nào để mà Nguyên có thể truyền đạt những cái thông tin mà nó giúp ích cho mình nhất, thì các anh chị và các bạn có thể hãy cho Nguyên một cái khảo sát, đó là tất cả những bạn nào mà đã từng biết và đã từng làm affiliate marketing thì có thể comment số 2. Còn những ai mà chỉ nghe về affiliate marketing là gì và chưa từng làm, chưa từng biết về affiliate marketing thì hãy comment số 3 cho Nguyên nào. Chưa từng làm, chưa từng biết, chưa từng nghe, hoặc là chỉ nghe thôi mà chưa làm, hay là chỉ nghe thôi mà chưa biết nó kiếm tiền như thế nào, kinh doanh như thế nào, thì hãy comment số 3. Còn những ai đã biết rồi thì hãy comment số 2 cho Nguyên biết nè. Ok, rất tuyệt. Rất là vui. Ok, cảm ơn mọi người. Ok, ok, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Yes. Rồi. Thì đối với những cái về cái vấn đề về affiliate marketing á, thì Nguyên sẽ chia sẻ cho mình một cái điều quan trọng như thế này nè. Để mà mình thành công, cái điều rất là quan trọng là Nguyên sẽ chia sẻ lại một tí, đó là để mình thành công trong lĩnh vực này á, thì đòi hỏi cái việc là mình phải làm từng bước, mình phải hiểu rõ được cái quy trình, mình phải nắm vững được cái quy trình, rồi sau đó mình thực hành và mình cam kết mình làm tiếp tục thì mình mới thành công được. Hãy nhớ rằng là thành công chỉ dành cho những người xứng đáng, kết quả nó chỉ đến với những người thật sự xứng đáng, thật sự làm nó, thật sự nghiêm túc với nó. Nên thành để mà mình làm được, để mà mình thành công, để mà mình có thể đi theo lĩnh vực này luôn, thì hãy thật sự làm một cách nghiêm túc, làm một cách đắm chìm, làm một cách mạnh mẽ với nó thì mình sẽ thành công. Cũng giống như trong cái buổi chia sẻ Zoom ngày hôm nay, để mà anh chị chúng ta có thể có những cái kiến thức tốt nhất, có thêm những cái bài học cho mình, thì cái quan trọng là mình cần phải tham gia đủ và phải thật sự đắm chìm vào trong cái Zoom này. Nếu như anh chị em chúng ta đang còn vướng bận về con cái, đang còn vướng bận về
về việc là mình phải lướt điện thoại, mình làm công việc riêng hay bất cứ một cái công việc riêng nào, thì tốt nhất là một là mình sẽ tham gia 100% vào trong cái Zoom ngày hôm nay, hai là mình sẽ out Zoom ra mình làm công việc khác mình nghĩ rằng nó quan trọng hơn. Thì anh chị có nhất trí với Nguyên rằng là nếu như mình ở lại Zoom mình đang nghe Nguyên và Tôn Thường nói thì mình sẽ tham gia với 100% cái sự tập trung cũng như là cái đắm chìm của mình vào trong cái nội dung này. Nếu như mình đã đồng ý thì hãy comment số 9 giúp cho Nguyên đi nào, để mà mình có thể thật sự nghiêm túc tham gia vào trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Vì Nguyên cũng khao khát, Nguyên cũng mong muốn là truyền đạt hết những gì mà Nguyên có thể chia sẻ cho tất cả mọi người ở đây, để mình có thêm những kiến thức, có thêm những thông tin để mình có thể làm một cách hiệu quả và tốt nhất. Ok, rất là tuyệt vời. Còn những ai mà thật sự gọi là mình đang còn vướng bận những việc khác, hay là mình không thật sự mong muốn xem cũng như là học và làm cái chương trình này, thì mình có thể out ra để mình có thể tập trung vào những việc khác. Như vậy thì mình sẽ không bị tốn thời gian nha. Đó là cái muốn chia sẻ thật lòng với tất cả những anh chị em tham gia trong buổi tối ngày hôm nay là như vậy. Ok, rồi thì bây giờ Nguyên sẽ bắt đầu là chia sẻ cho chúng ta về affiliate marketing là gì. Thì trong tối ngày hôm nay Nguyên sẽ chia sẻ cho mình affiliate marketing là gì, và chia sẻ cho mình những cái kiến thức, những cái công cụ để mình sau cái buổi chung này mình có thể thực hành và làm. Thì một tuần sau mình quay lại thì mình sẽ có thêm những cái kết quả mà mình đã làm trong một tuần qua. Và ngoài ra thì mọi người hãy nhớ rằng là sau trong quá trình mình làm á, thì ngoài cái group Zalo mà mọi người có mặt và có thông tin để vào cái buổi Zoom ngày hôm nay á, thì tất cả những cái vấn đề của anh chị trong quá trình mình về mình làm, mình thực hành mình không rõ, thì một là mình có thể comment trực tiếp lên trên cái Zalo, lên trên cái group chat Zalo. Nếu như mà mình chưa được nhận sự trả lời, tại vì có thể là nó khá là đông, thì mình hãy viết một nghĩa là mình hãy viết một bài trong cái nhóm, cái vấn đề của mình viết ra vào trong cái nhóm để cho đội ngũ của Nguyên hỗ trợ các anh chị, để cho Nguyên có thể hỗ trợ các anh chị một cách tốt nhất. Hãy nhớ rằng đừng nhắn tin riêng cho Nguyên, đừng nhắn tin riêng cho Hường. Tại vì sao? Tại vì cái vấn đề của mình á, cái vấn đề của mình cũng có thể là vấn đề của người khác. Nếu mà mình viết một bài viết lên trên nhóm thì không những là mình được giải quyết cái vấn đề của mình, mà những người khác họ cũng xem, họ cũng sẽ thấy được, và họ cũng sẽ rút ra được bài học cho họ, và họ cái là một cái câu trả lời của Nguyên và đội ngũ thì nó sẽ giúp được cho rất nhiều anh chị hơn. Nếu như chúng ta chỉ nhắn riêng cho Nguyên thì mỗi lần Nguyên trả lời một người và cứ lặp đi lặp lại như vậy thì nó cũng sẽ tốn nhiều thời gian, và Nguyên không có đủ năng lực để mà trả lời hết tất cả các anh chị. Nên thành hãy cố gắng là có vấn đề gì, có khó khăn gì trong quá trình mình thực hành mình làm thì hãy viết lên trên cái group, nơi đó sẽ có người hỗ trợ các anh chị. Rồi thì bắt đầu vào trong cái chia sẻ ngày hôm nay, đó là cách thức vận hành một cái nền tảng affiliate marketing là gì. Thì bây giờ mình sẽ share cái màn hình, xem màn hình cho các anh chị chúng ta xem ha. Thì đây là một cái đây là cái hệ thống, cái sơ đồ cơ bản của lĩnh vực affiliate marketing. Thì là khi mà chúng ta là affiliate marketing ấy, thì nó sẽ có mối quan hệ của ba ba nhóm. Nhóm đầu tiên đó là nhà cung cấp retailer. Nhà cung cấp retailer là những người tạo ra những sản phẩm, tạo ra những cái product, tạo ra những product. Cái nhóm thứ hai đó là customer, đó là khách hàng, là những người gặp vấn đề, những người đang muốn tìm một cái giải pháp gì đó để giải quyết cái vấn đề của họ. Có thể là họ bị tăng cân, có thể là họ bị béo phì, có thể là họ bị bệnh cao huyết áp, có thể là họ bị đau đầu, cũng có thể là họ muốn một cái giải pháp để mà nuôi chó, cũng có thể là họ muốn một cái giải pháp để mà chăm sóc sắc đẹp, hay là họ có thể muốn một cái giải pháp đó là cô trai hay là tìm bạn trai, tìm bạn gái, ví dụ như vậy. Đó là những cái vấn đề của khách hàng. Và cái nhóm thứ ba đó là affiliate partner, là những người như chúng ta đây, chúng ta là những người làm affiliate. Thì nhiệm vụ chúng ta là gì? Nhiệm vụ chúng ta là sẽ chọn cho mình một cái sản phẩm của một nhà cung cấp bất kỳ, chọn sản phẩm của một nhà cung cấp bất kỳ, và lấy sản phẩm đó
đi quảng bá cho những cái khách hàng, những người đang gặp cái nhu cầu ở đây, đang gặp nhu cầu ở đây, và khi họ mua hàng thì chúng ta sẽ được hoa hồng, và hoa hồng này được nhà cung cấp trả cho chúng ta thông qua một cái sàn thương mại điện tử ha, thông qua một cái sàn thương mại điện tử. Thì để cho mọi người dễ hiểu thì hãy đơn giản thế này, là mình chỉ cần lên chọn cho mình một cái sàn thương mại điện tử, và sau đó là chọn cho mình một cái sản phẩm và đi quảng bá, tìm cho những nhóm đối tượng, những cái người khách hàng họ đang gặp cái vấn đề, và mình sẽ lấy sản phẩm đó giải quyết vấn đề của họ. Là như vậy là chúng ta đã có hồng rồi. Thì ở đây nó sẽ có mối quan hệ là win-win-win ha. Nó sẽ có một cái mối quan hệ đó là win-win-win. Win-win nghĩa là sao? Nghĩa là khách hàng họ giải quyết được vấn đề của họ, khi mà mình đem đúng sản phẩm đưa cho khách hàng thì khách hàng giải quyết vấn đề của họ. Cái thứ hai là chúng ta có được cái hoa hồng sau khi chúng ta tìm giải pháp cho khách hàng. Và cái thứ ba là nhà cung cấp họ cũng bán được nhiều đơn hàng hơn, nhiều đơn hàng hơn. Đó, nghĩa là chúng ta có một mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa nhà cung cấp, giữa khách hàng và giữa chúng ta. Và ba cái mối quan hệ này đều chiến thắng win-win-win. Rất tuyệt vời đúng không? Đây là một mô hình rất là hay. Và chắc chắn là cái mô hình này nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Vì sao? Vì hiện tại như chúng ta đã biết là cái thời điểm mà kinh doanh online, cái thời điểm mà chúng ta mua hàng trên Internet, cái thời điểm mà hầu hết mọi người đều phải mua hàng trên Internet. Và cái hình thức là affiliate này là một hình thức rất là phổ biến, rất là phổ biến và còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Mình tin chắc là như vậy. Ok, thì ở đây sẽ có nhiều người chúng ta thắc mắc rằng là vì sao nhà cung cấp họ không trực tiếp bán, họ không trực tiếp là bán sản phẩm của họ đến tay những người khách hàng. Thì Nguyên Trịnh chia sẻ ở đây là khi mà họ tạo ra sản phẩm, họ tạo ra một cái sản phẩm chất lượng, họ đầu tư kiến thức, họ đầu tư cái quy trình để tạo ra cho mình tạo ra những cái sản phẩm chất lượng, và cái nguồn lực, cái năng lực, cái tiềm lực của họ không đủ để mà mang cái sản phẩm đó, mang cái giá trị sản phẩm đó quảng bá cho tất cả mọi người trên trái đất này, nên thành họ sẽ cần những người làm affiliate, họ những người affiliate này sẽ giúp họ bán và đem cái sản phẩm của họ, đem cái giá trị của họ lan tỏa đến nhiều khách hàng, những cái nơi mà khách hàng đang cần đó. Thì lúc này họ chỉ cần chia cho những người làm affiliate như chúng ta một phần hoa hồng, và như vậy là cái sản phẩm của họ đã lan tỏa được giá trị nhiều người hơn. Và cái đây là cái bước khởi đầu của chúng ta. Khi mà mình mới bắt đầu thì mình sẽ làm affiliate, nhưng mà mình nghĩ rằng trong một tương lai sẽ có đâu đó khoảng cỡ, biết đâu là một người hay là hai người hay là một vài người trong buổi Zoom ngày hôm nay của chúng ta sẽ từ một người làm affiliate sẽ chuyển sang làm nhà cung cấp, nghĩa là mình sẽ tự tạo ra cho mình những cái sản phẩm và sau đó những người khác họ sẽ bán hàng cho mình. Đó là điều rất là tuyệt vời. Thì để mà mình có thể tạo được sản phẩm thì mình sẽ bắt đầu học cái cách bán hàng, học cách làm thế nào để làm affiliate, thế nào để mang những cái giá trị cho những cái khách hàng đang gặp cái vấn đề ngoài kia. Hiện tại cái lượng người trên thế giới này rất là lớn, rất là khủng. Ở Mỹ, ở Anh, họ có vô số cái vấn đề hàng ngày như vậy. Họ lên Internet, họ search rất nhiều những cái thông tin để giải quyết vấn đề của họ. Thì đây là cái thời điểm, đây là cái thời cơ cho tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ bắt đầu ngồi tại nhà và kiếm tiền tại Mỹ là như vậy ha. Thì lúc nãy cô Tôn Tư Hường có nói là ngồi tại nhà và kiếm tiền tại Mỹ, đó là một điều rất là thú vị và tin chắc rằng anh em chúng ta cũng sẽ làm được. Và ở đây thì bây giờ Nguyên sẽ ví dụ cho chúng ta một cái sàn thương mại điện tử ha, một cái sàn thương mại điện tử để cho mình biết được rằng là cái quy trình này nó hoạt động như thế nào, thì Nguyên sẽ ví dụ cho chúng ta luôn. Bây giờ Nguyên sẽ vào một cái sàn thương mại điện tử ha. Ở đây Nguyên sẽ ví dụ đó là Clickbank. Thì hầu hết thì không biết anh chị em nào đã biết Clickbank thì có thể comment xuống cho Nguyên biết không ạ. Ai đã từng biết hoặc Clickbank thì comment xuống cho Nguyên nào. Ok, hay quá. Ở đây, trên màn hình của tất cả anh chị ở đây hiện tại, đây là một cái sàn thương mại điện tử ha. Thì vào đây, chúng ta sẽ thấy được có rất nhiều những cái sản phẩm trên này ha.
có rất nhiều những sản phẩm, ví dụ như là business nè, computer nè, cooking nè, education nè, employment and job nè, rồi em nè, rồi những sản phẩm về sức khỏe, những sản phẩm về home and garden nè. Chúng ta sẽ có rất nhiều sản phẩm trên này. Và Nguyên ví dụ một cái ngách đó là home and garden đi ha, home and garden. Thế là khi chúng ta vào đây mình sẽ thấy được nó sẽ có rất nhiều sản phẩm, ví dụ như tech cooking nè, sản phẩm về gỗ nè, sản phẩm set plan nè, đó, brand training nè. Và ở đây nè, ở đây tất cả nó, mình muốn kiếm tiền tại Mỹ thì tất nhiên là mình phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Nhưng giả sử nếu như tất cả anh chị em chúng ta, giả sử mình không có giỏi tiếng Anh thì cũng đừng lo lắng. Mình chỉ cần lấy chìa phải bấm một translate to tiếng Việt ở đây là nó sẽ dịch sang tiếng Việt cho chúng ta. À, hãy nhớ rằng mình có thể dịch sang tiếng Việt. Ok, rồi mình có thể chuyển lại tiếng Anh nếu như mình muốn ha. Đó. Và ở đây mình có thể thấy rằng là nó sẽ có rất nhiều sản phẩm như vậy. Và đây là những cái con số nè, những cái con số hoa hồng mà mình sẽ bán được, mình sẽ nhận được sau khi mình bán cái sản phẩm này. Ví dụ như vậy, giả sử sản phẩm này mình sẽ bán được, đó là mình sẽ nhận được 63 đô nếu như mình bán được sản phẩm này. Nếu bán được sản phẩm này, mọi người thấy đấy, 63 đô và quy ra tiền Việt Nam thì nó cũng đâu đó tầm khoảng 1.3 triệu, 1.4 triệu đúng không? Nó cũng khá là tốt. Chúng ta chỉ cần bán 10 đơn là mình đã có được bao nhiêu rồi? Mà đã có được 10 mấy triệu rồi đúng không? 10 đơn trong vòng một ngày, mình nghĩ rằng mình có làm được không? Nếu như mà mình mới bắt đầu thì có thể là mình không nghĩ rằng mình có thể làm được. Nhưng mà khi mà mình làm một thời gian, mình sẽ thấy rằng hoàn toàn có thể làm được. Vì trước kia tôi đã từng là làm, tôi không nghĩ rằng mình có thể là bán một ngày được 10 đơn hay 20 đơn hay 30 đơn hay 50 đơn gì đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng là giả sử như 63 đơn tôi chỉ cần bán một ngày khoảng 2-3 đơn thôi là tôi cảm thấy happy rồi. À, tôi cảm thấy happy rồi. Nhưng mà thực tế nó không phải vậy đâu anh chị em ạ. Cái việc mà mình bắt đầu làm cho tới cái việc mà mình bán được 2-3 đơn một ngày, nó sẽ khó hơn cái việc là mình bán từ 2-3 đơn mình bán lên được 10 đơn, 20 đơn hay 50 đơn một ngày ha. Cái đó là cái scale up của chúng ta thôi. Ok, thì ở đây ví dụ chúng ta giả sử như hoa hồng mình là 63 đô, mình bán là 100 đơn thì mình đã có được hơn 6.000 đô rồi. Mình đã có được hơn 6.000 đô rồi, 6.003 đô. Giả sử một tháng được bán được 100 đơn, và một ngày mình sẽ bán được 3 đơn, khoảng cỡ 3-4 đơn gì đó, 3-4 đơn thôi. Là mọi người có thể thấy đó, là một tháng mình có thể tạo ra cho mình thu nhập là hơn 100 triệu rồi, đúng không? Đó là cái ví dụ mọi người muốn hình dung cho chúng ta. Và cái việc đơn giản, làm thế nào mình bán được? Vì đây là sản phẩm của người khác mà, đúng không? Thì mình làm affiliate thì mình chỉ cần tạo một cái sản phẩm, tạo một cái tài khoản trên Clickbank này, tạo một cái tài khoản trên Clickbank này. Rồi sau khi mình tạo một cái tài khoản xong, mình bấm vào chữ promo này, bấm vào chữ promo ở đây. Đó. Rồi, mình sẽ điền cái tên tài khoản của mình vào đây. Ví dụ như mình điền cái tên tài khoản của mình vào đây là đây là cái tài khoản, cái tên tài khoản mà khi mình tạo cái tài khoản trên cái Clickbank này, trên cái trang web này nó sẽ có cho chúng ta ha. À. Rồi, hello. Mình sẽ điền cái nickname. Hello. Hello. Xin lỗi, chúng ta tắt máy. À đó, ai mới vào chúng ta tắt máy, tắt mic. Tắt mic. Ok, để mình sẽ tắt mic. Rồi. Mình sẽ điền cái ID của mình vào đây. Rồi sau đó mình bấm vào một generate hop link. Đó. Thì đây là cái đường link. Đây là cái đường link mà mình vừa mới tạo ra, đường link hop link, nó gọi là hop link nha anh chị em. Hop link hay là affiliate link. Nó là giống nhau. Mình sẽ copy vào đây. À, mình chỉ cần là sử dụng cái đường link này, mình lên Facebook, mình lên YouTube, mình lên Instagram, mình lên Pinterest, mình lên Twitter, mình lên Google, mình quảng bá. Khi khách hàng nhấp vào đường link này họ mua hàng thì cái đơn hàng đó được tính cho chúng ta. Đơn giản thế. Anh nói lại cái phần marketing đi anh. Anh ơi. Mọi người tắt mic đi, để mình tắt mic hết cho mọi người nha. Khi nào mọi người ai có vấn đề gì thì tính chúng tôi chia sẻ xong thì mình hãy giơ tay và phát biểu nha. Ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã hợp tác. Rồi tắt mic hết giúp anh đi. Rồi tiếp tục nè. Mình sẽ copy toàn bộ cái đường link này và mình lên các kênh social media mình quảng bá thì có người click vào đường link này mua hàng.
thì chúng ta sẽ được ghi nhận hoa hồng. À, giả sử mình bấm vào đây đó, thì lúc này khi khách hàng vào đây họ mua hàng thì chúng ta sẽ được hoa hồng, rất là đơn giản ha, rất là đơn giản. Thì đó là cái ví dụ để cho anh biết được rằng là cái cách thức nó vận hành trên cái cách thức affiliate nó vận hành trên internet nó là như thế nào đó. Thì vừa rồi mình chia sẻ cho ông ta một cái ví dụ rất là đơn giản như thế, nghĩa là mọi người không cần hiểu quá nhiều, mọi người không cần phải suy nghĩ quá phức tạp làm gì, đơn giản cố lên hình thức affiliate này là mình không cần tạo ra sản phẩm, không cần phải nghĩ cách làm thế nào để thanh toán rồi vận chuyển rồi giao hàng rồi ship hàng, tất cả mọi thứ đó nhận cấp lo hết cho chúng ta. Mọi người hãy nhớ rằng tất cả những cái việc về thanh toán hóa đơn rồi tạo ra sản phẩm rồi xử lý tất cả mọi thứ là nhà cung cấp lo hết, nên thành mình không cần phải bận tâm về chuyện đó. Mình chỉ tập trung duy nhất vào một việc, đó là chọn sản phẩm và đi quảng bá thôi. Không, đó là cái việc duy nhất của những người là affiliate, đó là điều duy nhất mà chúng ta cần làm và tạo ra cho mình một cái doanh nghiệp trên internet. Và cái điều thú vị ở đây á là khi mà mình làm á, cái vấn đề của thị trường nó luôn luôn có, cái nhu cầu, cái vấn đề của họ nó luôn luôn gặp phải. Và cái việc mà mình scale up, mình phát triển cái hệ thống mình, khi mà mình làm được một sản phẩm, mình làm được hai sản phẩm, mình sẽ làm được 10 sản phẩm, mình sẽ làm được 20 sản phẩm, và cứ như thế nó sẽ phát triển lên, nó sẽ phát triển lên, và chúng ta sẽ có một cái hệ thống kinh doanh trên internet bắt đầu từ bây giờ. Và đó là cái chia sẻ của Nguyên về cái lĩnh vực, về cái affiliate marketing là gì. Những anh chị nào mà chúng ta mới thì chúng ta có thể là hình dung hơn, còn những ai mà biết rồi thì mình có thể xem để mình biết thêm và sâu hơn ha. Ok, thì bây giờ tôi sẽ dành ra một số cái giải đáp một số cái thắc mắc cho những anh chị em ha. Anh chị em nào mà đang nghĩ là vừa rồi tôi chia sẻ có cái chỗ nào chưa rõ, hay là có câu hỏi gì, có thể là giơ tay lên, có thể đưa tay lên mình phát biểu, có thể đưa tay phát biểu ha. Ok. Ok, xin mời Mai Văn Trường. Mai Văn Trường mở mic lên. Vâng, xin chào Thịnh Nguyên. Thịnh Nguyên có thể chia sẻ link để cho anh em thực hành được không ạ? Chia sẻ link gì thế nhỉ? Link để làm nó có link Clickbank để cho anh em nhìn thấy rõ hơn cái cách làm để anh em thực hành cách đăng ký tài khoản chi tiết luôn. Ok, thì cái này thì Nguyên sẽ để cho Tomato Hường hỗ trợ mà giải đáp thắc mắc của mình ha. Và xin mời Tomato Hường. Ok, xin chào. Quay trở lại. Bây giờ mọi người viết số 1, nếu mọi người vẫn nghe Hường nói rõ, viết số 1 giúp Hường đi cả lớp. Viết số 1 được không cả nhà? Năng lượng lên, năng lượng lên. Viết số 1 nếu mọi người nghe Hường nói rõ. Yeah, hay quá. Những anh em đã tham gia vào tuần trước của Hường đâu ạ? Có ai đã tham gia vào tuần trước đã tham gia rồi không, biết xuống có giúp Hường đi. Ok, biết xuống có đi cho nó hoành tráng. Thì cái mảng này mình cứ hình dung thôi. Bây giờ tùm lum hết thì mình cứ hình dung những cái điều đơn giản thôi. Bây giờ mình cứ làm là ban đầu ấy là cứ hình dung vậy nè, đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu. Đó là chúng ta cứ lên cái trang clickbank.com tạo một cái tài khoản. Sau đó ở trong cái Clickbank ấy, trong tài khoản mình vô cái marketplace, mình sẽ thấy cái giao diện này. Cái này dễ lắm, tóm lại mọi người xem để hình dung nè. Vô đây, mình sẽ thấy đây, ví dụ như bán được cái sản phẩm ở đây, mình được là 173 đô hoa hồng. Bán sản phẩm này là 110 đô hoa hồng, bán sản phẩm này trung bình là được 50 đô hoa hồng. Đây, một trung bình được 112 đô hoa hồng. Bây giờ muốn bán ấy, ví dụ như muốn bán cái sản phẩm này trung bình là được 136 đô đi, thì bấm vào nút promo. Chờ chút 3 giây nó hiện ra. Thì chúng ta để cái ID Clickbank của mình vào đây. Ví dụ một cái ID của Hường, đó là để cái ID của Hường vào đây. Khi vào tạo ấy, thì chúng ta sẽ có cái ID riêng, nó sẽ cấp cho mình cái ID. Thì khi tạo ấy, thì mọi người để cái ID vào đây, bấm vào Generate Hoplink là được.
bấm vào channel đây không link thì nó sẽ cho mình một cái link. Anh em ai tắt mic giúp Phường và bạn nào hỗ trợ thì support tắt mic giúp Phường ấy. Thì bấm vào nút copy link. Thì bấm vào cái nút copy link á, kể từ thời điểm này ai click vào cái link này nè, mua hàng thì mình sẽ nhận được bao nhiêu? Trung bình là 136 đô trên một khách hàng. Vậy thôi. Bây giờ cứ bấm OK. Bây giờ ấy, ai copy cái link này, ai click vào cái link này mua hàng thì mình sẽ nhận trung bình là 136 đô hoa hồng. Bây giờ Hường thử nè, copy cái link này nó ra cái gì? Như vậy thì ra cái giao diện này, cái này là nhà cung cấp làm, mình không cần phải đụng gì trong quá trình này làm cả, mình chỉ cần là có cái đi rồi, cái trang này người ta làm, mình không có cần phải giỏi web. Đấy, khách hàng của mình là người nước ngoài. Mình chỉ cần làm nào để có ai đó click vào cái link này và họ xem, họ bấm nút order là mua hàng. Bây giờ Hường thử một cái sản phẩm khác đi. Ví dụ như Hường muốn bán một cái sản phẩm là sản phẩm này, ví dụ như bán sản phẩm này đi, 112 đô trung bình một đơn này, bấm vào nút promote, làm lại cho anh em dễ hiểu. Thì chúng ta có cái account ID này nè, rồi cái mình bấm vào generate hot link. Cái ID này là lúc tài khoản, tạo tài khoản người ta cấp cho mình, nhớ chứ, nhớ không cả nhà, nhớ nhớ đúng không? Đấy. Thì sau đó mình vào copy cái link này, cứ copy cái link này đi đi quảng bá. Ví dụ như mình copy mình đưa cho khách hàng, ai click vô ấy thì nó sẽ ra cái video này, nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Đấy, trang này nhà cung cấp làm và họ xem cái video này. Thực ra thì nó là cái video tiếng Anh, nhưng mà mọi người yên tâm, khi mà mọi người target tại Mỹ ấy, chắc chắn người Mỹ sẽ hiểu, mọi người yên tâm không cần phải dịch cho họ đâu. Thì họ xem họ thấy ok hay quá thì họ bấm vào cái nút order, chút nữa nó hiện ra nút order. Cái ai đó mua hàng thì mình sẽ có trung bình là 112 đô hoa hồng. Bây giờ mình sẽ nỗ lực làm nào để cái link của mình, cái link hồi nãy mình vừa copy ấy. Ví dụ như Hường lấy cái sản phẩm tiểu đường này, đây là một cái sản phẩm điều trị bệnh tiểu đường. Cái này là bệnh gì? Tại vì Hường ban đầu Hường cũng không giỏi tiếng Anh đâu. Làm riết hồi 3-4 năm qua. Thì 5 năm qua thì mình bắt đầu mình sẽ quen, mình nhìn cái mình biết tiểu đường liền. Nên là anh em ban đầu mình cứ bấm chuột phải mình dịch, như nãy anh Nguyên chia sẻ, mình dịch sang tiếng Anh, mình dịch sang tiếng Việt là mình biết, sau đó mình sẽ nhìn đặt chữ quen. Thế mà mình thích sản phẩm này đúng không? Trung bình được 50 đô, bấm vào nút promote. Đấy, cứ bán được một khách hàng trung bình là được 50 đô. Như vậy thì mình bấm vào generate hot link. Đấy, bước thế này thôi, cứ xem đi, quan sát đi anh em, thoải mái thôi. Mọi người cứ dành thời gian thoải mái thôi, đừng có gấp quá nha. Bình tĩnh rồi chúng ta sẽ làm được. Rồi bấm vào copy cái link này. Đấy, sau đó cái dán vào ví dụ như ai đó click, khách hàng của mình click vào cái link này. Họ cảm thấy họ đọc cái trang này. Chờ chút 2 giây. Bây giờ nhiều người lên mạng quá, nhiều khi nó mất nhiều giây hơn để xem được một cái trang web. Giờ cả nước đang cách giờ nguyên cái Sài Gòn đang cách ly anh em. Bây giờ Hường có một anh học viên, không biết trong đây có ảnh có ở trong đây không, nhiều lần trước Hường hay kể đấy. Đi làm một cái cửa hàng bán điện thoại, xong cuối cùng vừa làm affiliate vừa bán điện thoại, đâu có nghĩ được công việc chính. Vậy là một hôm cái bị dính phải F1, đụng phải F1, cái người ta bắt người ta đi cách ly, thế là khỏi phải đi làm 15 ngày ở trong cái phòng mấy chục có mấy mét vuông đấy, rồi ngồi bấm máy tính luôn. Xong rồi ông bán được những đơn hàng đầu tiên, ông vui quá, ông về ông vừa bước ra cái vừa về tới nhà cái đụng phải F1 tiếp, xong chui vô cách ly tiếp 14 ngày. Thế là ổng được nghỉ làm, gọi là có lý do đúng không? Có lý do mà công ty không có đuổi việc ổng, có một tháng đắm chìm vào cái mạng này. Thế là bây giờ cũng bắt đầu là vợ mua cho một cái máy tính mới. Mọi người cứ thoải mái, bình tĩnh. Bây giờ Hường vừa mới lấy cái sản phẩm này nè, là 50 đô trung bình một đơn. Thì mình vừa lấy link rồi, nếu ai click vào link này mua hàng thì nó, cái đây trang này nhà cung cấp làm hết đó cả nhà. Đúng rất là hết, họ mình có thể xem video đó, ok mình bấm vào nút order mua hàng. Thì sau khi họ mua hàng thì mình sẽ tự động nhận cái trong tài khoản là 50 đô hoa hồng. Mọi người thấy vậy chứ mình cứ thấy bán một ngày một đơn 1 triệu, ok cũng vui, một tháng 30 đơn 30 triệu. Đúng không? Cũng thấy vui rồi đúng không? Thực tế có những cái con số nó cũng kinh khủng hơn một chút.
bây giờ quan trọng ấy, làm thế nào để đưa cái link này đến khách hàng. Mọi người có muốn biết là có những cái cách nào để đưa cái link này đến khách hàng không? Có, mọi người viết xuống có chứ Phường này, có biết, có muốn không? Có, xuống hoành tráng lên em, buổi tối năng lượng lên mình mới có năng lượng mình chia sẻ chứ. Mọi người cứ lặng im như thế là giết chết con tim mất có đâu mà chia sẻ. Người đừng lặng im như thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim đấy. Rồi ok, anh em nhiều anh em viết xuống có quá, làm sao mà mình không thể, mình làm sao mà mình không chia sẻ được, mình lại tiếp tục chia sẻ. Ok hay quá, nếu mà anh em cứ hào hứng như vậy chắc mình chia sẻ tới sáng luôn, khỏi ngủ luôn. Rồi ok, bây giờ mình làm thế nào để đưa nào liên này đến khách hàng. Nhưng mà bây giờ trước khi chia sẻ thì mình để cho anh em hào hứng một chút, để anh em thấy là ngoài kia nhiều người bán, cho mọi người cảm thấy là bây giờ ấy, cái link này mình ở Việt Nam làm sao mà mình tiếp cận được người Mỹ, mình bán được đúng không? Mình cảm thấy hoang mang, mình cảm thấy lo lắng đúng không? Được chứ đây, buổi chia sẻ buổi 1 thì Hường có chia sẻ nhiều anh em là về cái cách làm thế nào để mình chia sẻ một số kết quả của anh em học viên rồi. Về riêng Clickbank này thì mình có chia sẻ rồi, thì bây giờ mình lướt qua một phát nữa cho anh em thấy kết quả mừng vui. Thực tế là Affiliate Marketing có nhiều cái, không chỉ là kênh Clickbank đâu, mà nó còn cả là ở trên Amazon, trên các thể loại hosting, các auto gửi auto mail và rất là nhiều các sản phẩm ở trên thị trường người ta có hệ thống Affiliate Marketing vào mình làm. Hường thì đa kênh lắm, không chỉ Clickbank mà là Hường làm nhiều kênh lắm. Tuy nhiên là bây giờ ấy, tới thời điểm hiện tại là Hường phải công nhận một điều, đó là kết quả của những học viên của Hường ấy bây giờ nó còn cao hơn cả mình. Nên là bây giờ mình không dám show kết quả của mình luôn. Sự thật là như thế thôi, mình show kết quả học viên đi chứ mình cảm thấy nhục quá. Riêng cái ở trên kênh Clickbank nha Hường, đương nhiên tại Hường cũng có những cái mảng khác chứ không thể nào mà nhục toàn tập như thế. Nhưng ý là Hường bảo là riêng cái kênh Clickbank thì Hường không có chạy lại học viên của mình, một số bạn như thế này thôi. Bây giờ đưa cái link ấy thì chúng ta sẽ có như sau, có những cách. Đấy. Có hai cách. Cách thứ nhất đó là cách miễn phí. Cách thứ hai đó là trả phí. Khi mình đưa link mà Hường nói thiệt, anh em có đang hào hứng không? Có hào hứng đúng không? Có hào hứng nghe đúng không? Ok. Rồi, miễn phí nè. Miễn phí ấy, đó là chúng ta sẽ ví dụ như mình có thể là làm free traffic, tức là mình miễn phí, đó là mình đăng các video lên kênh YouTube. Đăng các video kênh trên YouTube, ví dụ Hường có làm cái video, có một cái kênh YouTube mình đã làm như thế này nè. Ví dụ một cái kênh YouTube như thế này. Ví dụ có một kênh YouTube như này Hường mới làm có đâu chưa đầy một tháng thôi. Thế là có rất là nhiều video được đăng lên. Video được đăng lên và trong các video này á, những cái video như thế này. Những cái video như này á là cái video mà mình có thể là xin của nhà cung cấp hoặc là thuê người làm, hoặc là chúng ta sẽ tự làm những cái video như thế này để đăng lên kênh YouTube, chúng ta xây kênh bình thường. Và chúng ta để cái link affiliate của chúng ta ở đây. Ví dụ như đây là một cái sản phẩm, cái lấy link Hường lấy như hồi nãy á. Ví dụ như mình thấy sản phẩm này $50 thì mình sẽ lên Clickbank, mình cũng bấm vào nút promote, mình điền cái ID vô, xong mình copy cái link đấy, mình bỏ vào đây. Thì nếu mà họ xem cái video của chúng ta hấp dẫn thì họ sẽ xem cái phần mô tả, họ thấy cái sản phẩm này nè, họ thấy cái phần mô tả, họ hứng thú, họ thấy phần mô tả, họ xem cái trang này là nhà cung cấp làm thì thích, thì chúng ta bấm vào nút order được không? Người ta bấm vào nút order thì chúng ta sẽ có hoa hồng là khoảng cái tầm tùy. Ví dụ như sản phẩm này hoa hồng phải 30 mấy 40 đô thì chúng ta sẽ có hoa hồng 30 mấy 40 đô. Chúng ta chỉ làm những cái video như thế này thôi. Ví dụ kênh này thì Hường mới xây, nói chung là video mới xây thôi. Video mới nhất là muộn nhất là lúc nào? Cũ nhất là một tháng trước. Tóm lại là kênh này Hường mới xây có một tháng thôi để làm mẫu cho nhiều anh em làm. Thì có những cái video như thế và mình sẽ nỗ lực để kéo traffic về cái kênh này.
Đấy, có ai đó thích hứng thú thì họ click vào cái mô tả mua hàng này này. Đấy, thì click here to get product, bấm vào đây để xem thêm cái sản phẩm. Ví dụ như bấm vào đây thì mọi người sẽ thấy cái sản phẩm ở đây. Đấy, bấm vào đây, thấy sản phẩm thì người ta sẽ mua hàng. Thì mình sang cái kênh này thì không có tốn tiền. Như đây thì Hường chưa hề là quảng cáo, mình sẽ kéo traffic bằng đủ kiểu chứ mình chưa hề là quảng cáo. Mình làm thế nào để một thời gian, ví dụ như sau 6 tháng kênh của chúng ta là thường xuyên được ăn đề xuất, thì những video này, tất cả những cái video này đều kéo traffic về những cái link như thế này ạ. Đó là cách số 1 trong cái chỗ mà đăng video lên kênh YouTube. Ok không cả lớp? Ok không? Anh em viết xuống ok đi nếu mọi người hiểu chỗ này. Ok không cả lớp? Ok không? Rồi, đấy là cái cách mà chúng ta làm và không có phải trả phí. Nếu mà chúng ta tự làm nha, thực ra xây những cái kênh như thế này á, là ban đầu mình cũng toàn bộ mình tự làm hết á. Những kênh như thế, đâu kênh nào đâu, những kênh như thế này thì ban đầu ngày xưa thì toàn bộ Hường tự làm. Sau đấy thì mình sẽ thuê nhân viên. Ví dụ Hường thuê thì sẽ có một số bạn chuyên đi viết nội dung, lựa những nội dung hay, các bạn rất là giỏi tiếng Anh, cũng giỏi content nữa, lựa những cái nội dung hay ở trên YouTube, copy những cái tức là viết lại những cái bài hay trên YouTube, viết lại những cái bài hay trên Facebook, viết lại những bài khác, tóm lại là nội dung là ví dụ đây là 3 bài tập để trị hiệu quả cái bệnh đau đầu ngay lập tức, thì toàn bộ cái nội dung cái video này thì Hường đều thuê. Các bạn nó hơi quay cả lớp tự vô xem nha, mọi người có thể bấm vào cái kênh này để mà xem. Đấy thì Hường sẽ bỏ vào cái phần chat để mọi người có thể bấm vô để tham khảo. Thì ở đây thôi tự bấm đi, nhiều khi mạng ở bên chỗ mọi người ấy nó mạnh hơn xem video này đúng không? Đấy, thuê thứ nhất là thuê viết nội dung, thứ hai là dựng lên cái video, dựng dễ lắm bằng một số công cụ. Thứ ba đó là thuê người kéo traffic. Ban đầu ấy là chúng ta nếu mà đăng video không thì không ai xem đâu. Mình có đăng rất là nhiều video cũng ít người xem lắm. Chúng ta đăng đều đặn thường xuyên. Và số người đăng ký á, thì mình phải kéo ban đầu. Ví dụ như 647 thực tế đây là Hường cũng kéo hầu hết ở trong đây thôi. Hầu hết khoảng cỡ trên 50% là Hường sẽ tìm mọi cách để Hường nhờ những người khác đăng ký. Đặc biệt là những người ở bên bên Mỹ á. Ví dụ như Hường sẽ có một cái bạn này ví dụ Hường sẽ có bạn này nè, bạn này là bạn ấy Hường sẽ thuê chuyên là chỉ đi viết content thôi. Ví dụ bạn này bạn ấy sẽ comment ở trong vô các group mà người ta nói bệnh đau đầu, ví dụ như sản phẩm của Hường là đang về bệnh đau đầu đúng không, họ sẽ vô các group, ví dụ như người ta than về vấn đề ôi hôm nay đau đầu quá, hay là họ bị cái chứng đau đầu kinh niên chưa khỏi ấy, thì mình sẽ vô trả lời comment của người ta, hướng dẫn người ta là phải làm như thế này, một số cái thao tác căn bản, và bảo là họ vào cái kênh YouTube này để nhận được nhiều chia sẻ hơn. Thì mình cũng kéo được một số người ở bên Mỹ họ đăng ký vào cái kênh YouTube của mình. Khi mà kéo vào một số người bên Mỹ đăng ký vào kênh YouTube của mình đủ một cái số lượng đủ lớn ấy, thường khoảng 3.000 đến 4.000 sub là tốt nhất. Ban đầu nếu mà các bạn chưa có rành thì mình có thể là khoảng trên 1.000. Thì mình sẽ kéo về như thế, và khi mà có một cái lượng người Mỹ đăng ký, sau một thời gian YouTube sẽ hiểu rằng là kênh của chúng ta được nhiều người Mỹ xem, và nó đề xuất thêm người Mỹ nữa, những cái người mà tương tự như thế. Thì Hường kéo như thế và có nhiều cách kéo nữa. Tóm lại là cái kênh này khoảng một tháng thì kéo được 647 người đăng ký, cũng ít. Nói chung là cũng cái này là Hường bỏ một khoảng nửa tháng chưa kéo ấy. Thì kéo từ từ lên thì nó cũng dần dần nó sẽ lên. Và khi mà ăn đề xuất rồi thì một cái lượng view nó cứ tiếp tục vô như vậy, thì
một vài người, một cái tỷ lệ nào đấy họ sẽ click vào phần mô tả họ mua hàng thì chúng ta sẽ nhận được một cái phần hoa hồng như mà chúng ta đã đăng ký trên kênh Clickbank. Ví dụ như video này mới tạo ra 5 giờ 2 giờ trước này, 5 lượt xem. Thì cái bạn mà đăng video cũng là một bạn khác nữa, bạn đăng video, tạo video, sell lên kênh rồi chia sẻ ra. Thì tóm lại là cái này ban đầu chúng ta nên tự làm hết, không nên là thuê, bởi vì là ban đầu chúng ta phải làm và hiểu được sell video như thế nào, làm video như thế nào là hay, chúng ta hiểu được hết, chúng ta mới đưa ra những yêu cầu cho nhân viên. Ví dụ như mình yêu cầu là content nó phải dài như thế này, video nó phải dài bao nhiêu này, nó sẽ có chữ, có giọng đọc như nào, mình phải ra yêu cầu rõ ràng. Còn nếu mà chúng ta chưa rành, chúng ta chưa bao giờ tự xây một cái kênh và chưa bao giờ có được cái thu nhập từ cái kênh này thì chúng ta không nên thuê, bởi vì là mình sẽ làm cái kênh của chúng ta lụng xì ngầu lên hết. Nên ban đầu chúng ta phải tạo một cái kênh và tạo ra được cái dòng thu nhập ít nhất là một tháng, các bạn cũng kiếm được vài trăm đô đi đã, rồi các bạn sẽ bắt đầu thuê, nhân rộng nó lên. Ví dụ như mình có một kênh, các bạn có thuê lượng nhân viên rất là đông, rồi chúng ta tạo nhiều kênh. Như Hương thì có rất là nhiều kênh, và đây là một trong những kênh, và kênh mới, cái này là không phải là kênh chính đâu, cái này là một kênh phụ để mình làm hướng dẫn, làm ví dụ cho mọi người làm. Tại vì trên kênh YouTube của Hương, Hương cũng có chia sẻ cái cách làm nào để có thể xây được cái kênh này đấy. Thì mọi người có thể tham khảo cái kênh này. Và có một cái bộ video Hường hướng dẫn cái chi tiết làm nào để có thể làm được những cái video như này, có cả giọng đọc luôn. Đấy, có cả giọng đọc luôn, có cả chữ test. Cái này là cái content này là nhân viên của Hường viết và đưa vào cái phần mềm này, nó tự chạy, có thể làm những cái video có cả giọng đọc nha, nếu mà mọi người xem. Đấy, không biết là cả lớp có xem, có nghe không? Có thể là khi nghe các bạn tự vào kênh, các bạn sẽ thấy là có những giọng đọc. Chúng ta kiên trì xây một thời gian. Nếu như các bạn nào trong đây có một câu hỏi làm thế nào là có nhiều follow trên YouTube trong thời gian ngắn, Hường thấy câu hỏi liếc qua như vậy, thì thường nếu mà Hường tăng tốc, Hường muốn đặt mục tiêu nhanh, thì Hường sẽ chạy một chút quảng cáo, lấy những cái video hay để chạy quảng cáo. Đấy, còn hầu hết là mình sẽ kéo traffic bằng free traffic, từ từ lên thì nó sẽ đỡ tốn tiền hơn. Hoặc là mình cũng có thể chạy quảng cáo, mình chạy sơ tầm là khoảng cỡ tầm 3 đô đến 5 đô một ngày bình thường. Còn những cái kênh nào hot thì mình có thể chạy 5 đô đến 10 đô một ngày để kéo cái traffic về kênh. Như vậy thôi, mình cứ kéo rất nhiều, và người ta click vào cái link này, người ta mua hàng thì mình cũng không hề biết là ai đã mua hàng đó. Người ta click vào nút order như thế này thì người ta tự cái điền, người ta xem ok, bấm vào add thẻ thanh toán á. Ví dụ như họ là một người Mỹ, cái người bấm này là một người Mỹ đi, thì họ sẽ bấm vào nút order, nó ra cái giao diện này, nó dẫn đến cái trang thanh toán. Bây giờ mọi người đợi thêm mấy giây nha, ra trang thanh toán. Ra trang thanh toán. Ở đây cái trang thanh toán thì mình sẽ thấy là nếu mà họ mua, họ để cái email ở đây, họ điền cái thông tin thẻ, cái số thẻ, cái tên trên thẻ, rồi ngày hết hạn, cái mã bảo mật, sau đó họ điền thông tin của họ, họ bấm mức pay nào cái thì họ sẽ trả 49 đô, thì mình sẽ được hoa hồng đâu đó 50 đô, 50% cho đến 75%, tóm lại là mình hoa hồng ít nhất là 30 đô ở trong cái này. Thì mình sẽ tự động có cái lượng hoa hồng. Ví dụ như kênh của chúng ta, mình có một kênh đây, một kênh tạo ra doanh số cho mình là một tháng từ 300 đô cho đến 1.000 đô, thì chúng ta có 10 kênh thì chúng ta sẽ nhận được cái nguồn thu nhập. Mọi người có hình dung được cái YouTube kiếm tiền như thế nào từ kênh YouTube không cả nhà? Mọi người có thể sử dụng quảng cáo nếu muốn, còn đây là kiến thức căn bản. Mọi người có thể là kéo traffic bằng nhiều cách, hoặc chạy quảng cáo để nhanh hơn, hoặc kéo traffic bằng cái việc comment, hoặc là đi kéo bằng nhiều nơi chỗ khác. Mọi người hình dung không? Ok không các bạn? Ok, cái chỗ mà có thể hình dung không, mọi người viết xuất ok giúp Phường nếu mà mọi người hình dung được cái cách mà có thể kiếm tiền từ cái kênh YouTube. Đấy. Ok đúng không? Còn nếu ai không hiểu gì hết thì viết xuống không hiểu gì hết nha. Ai không hiểu gì hết thì viết xuống không hiểu gì hết. Rồi 500 anh em, bây giờ mình nếu mà ai mở video được thì mình cứ mở video lên cho vui đi. Nha. Yeah. Rồi, bây giờ mình tiếp tục là trong đây có một cái câu hỏi làm thế nào để cho video hướng dẫn ấy. Thì thật ra cái hướng dẫn vì cái xây kênh như thế này, mọi người có thể tham khảo vào cái kênh YouTube của Hường ở chỗ này. Tham khảo vào cái kênh kênh này. Đấy, kênh này thì mình để vào cái link ở đây nha.
à, kênh các bạn có thể giúp Thường đăng ký cái kênh. Thường đang cố gắng là chia sẻ thật nhiều để mà nhiều anh em follow mình hơn, để mình cố gắng từ đây lên cái nút bạc. Mình cố gắng lên cái nút bạc, nên là mọi người cố gắng là đăng ký với cả xem video, comment nhiều vô để mình cố gắng lên nút bạc để mình có động lực. Với cả mình cũng cố gắng là mình sẽ tạo cho cộng đồng affiliate bự hơn, để mà những cái thử thách này chúng ta dễ vượt qua. Ví dụ như trong trường hợp á, bị một cái vấn đề nào đó trong cái việc chạy quảng cáo hay là việc cái xây kênh ấy, thì nhiều khi ví dụ như chỉ có 100 bạn tham gia vào làm, thì chỉ có đâu đó 10 người giỏi và 10 người giỏi, nhiều khi các bạn cũng sẽ vất vả để tìm ra cái vấn đề. Nhưng mà nếu mà chúng ta 1.000 người tham gia cùng cái mảng này, thì tỷ lệ phần trăm, ví dụ như có 100 người, 10% trong đấy, thì có 100 người thực sự xuất sắc á, thực sự xuất sắc, thì chúng ta sẽ thấy là 100 người cùng nhau giải quyết một vấn đề thì nó sẽ lên rất là nhanh. Bây giờ lượng người tham gia affiliate marketing của chúng ta đang thấp đối với cái mảng kiếm tiền ở trên mạng, trên Clickbank này, nên là chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiều hơn. Hường cũng hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm, quan trọng là các bạn thực hành đấy. Chứ thực tế cái lượng mà các bạn xem ngày hôm nay thôi, chứ thực hành Hường quan trọng là cái lượng các bạn thực hành thực tế. Nên là đây là cái kênh YouTube, các bạn cứ đăng ký kênh cũng như là follow. Đây là cái bộ video Hường mới để trong cái chat ấy. Đây nè, bộ video này Hường cứ để trong cái phần chat ấy. Ồ, chat. Thì mọi người có thể truy cập và làm theo từng bước. Đây là cái video chia sẻ căn bản này. Trong đây có mười mấy cái video chia sẻ căn bản. Tuy nhiên là cái bước cho đến lúc mà Hường, đây là Hường chia sẻ chi tiết từng bước cho đến lúc mà kéo traffic về nha. Kéo traffic về mọi người có thể chạy quảng cáo, hoặc là mọi người cũng có thể là comment. Tóm lại là xem bộ video mọi người có thể hình dung rất là nhiều, và làm theo cái bộ video này cũng có một cái kênh hoành tráng rồi, nên là anh em nỗ lực làm theo cái bộ video chi tiết như thế này đấy. Mọi người thấy cái bộ này chưa? Đã thấy viết xuống, đã thấy đi mọi người, đăng ký full đấy, thì mọi người lưu chưa, lưu lại chưa? Giờ như thế này, để mà hàng tuần chúng ta duy trì được cái việc cái việc học ấy, thì mọi người hãy bình, hãy làm theo cái bộ video đấy, để tuần sau Hường tiếp tục là thứ năm mỗi tuần, thì Hường sẽ giải đáp trong quá trình mọi người làm theo cái bộ video đấy nó như thế nào. Thì giờ này tuần sau Hường sẽ giải đáp thắc mắc, cũng như là giúp mọi người tối ưu thêm cái kênh của mình. Mọi người ok không? Được không? Mọi người cam kết làm, mọi người viết xuống cam kết làm đi. Giờ này tuần sau, thứ năm tuần sau cũng 20 giờ, 8 giờ tối thì mình cũng ngồi đây, Hường sẽ sửa bài, mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho các bạn khi mà ai comment đã làm rồi nè, đã làm rồi hoành tráng chi tiết đủ các kiểu, buổi video rất quý này các kiểu nè. Ok, nói chung là vui, tại hào hứng hơn rồi đó. Cảm ơn anh Lý Hiền đợt trước cũng tham gia nên là chị làm hết rồi. Thì lẽ ra đợt này mình cũng sửa bài, tuy nhiên là có thể thì mình cũng chia sẻ một số cái khác để anh em thấm hơn. Bây giờ mọi người cam kết làm nha, quyết tâm là mình cam kết 100 anh em tuần sau chúng ta sẽ sửa bài ở cái bộ video đấy, cũng như là chúng ta sẽ giải đáp những cái thắc mắc về cái việc affiliate marketing. Bây giờ ấy, mọi người mới quá nên là đôi khi những cái câu hỏi về cái mảng này nó còn ít, cũng như chúng ta ít có nhiều kinh nghiệm ấy. Đấy, nên là mọi người có đồng ý là tuần sau giờ này tham gia tiếp lúc 8 giờ không, xem hết bộ video này làm theo ngắn thôi, một cái đoạn, một cái video này có 10 phút vậy đó, thì mọi người cứ làm theo từng bước cũng dễ ẹc à, làm theo hướng dẫn chi tiết như là hướng dẫn như em bé vậy đó, thì cứ làm theo giờ này tuần sau đó thì chúng ta sẽ ngồi nhau và sửa bài. Mọi người có đồng ý nha? Yes hết rồi thì chúng ta cùng nhau cam kết làm, và Hường sẽ gửi link Zoom vào trong cái nhóm Zalo tiếp theo mà làm. Ok, thì đấy là cái kênh YouTube, và mọi người phải làm, còn không làm thì làm sao đừng có vô làm gì. Mấy công Hường chia sẻ những ánh mắt không hiểu gì thì Hường rất buồn nếu như mà gặp những ánh mắt không hiểu gì mơ màng là tiêu. Ok rồi, vậy nên là bây giờ Hường sẽ dừng lời tiếp lại cho anh Lý Thành Nguyên để chia sẻ tiếp. Ok. Ok, cảm ơn Tomato Hường, và Nguyên tiếp tục quay trở lại cùng với tất cả các anh chị em của chúng ta tối ngày hôm nay đây rồi. Anh chị nào mà đang tắt camera có thể mở lên chúng ta nhìn thấy nhau không nào? Khi mà mình chia sẻ như thế này thì nhìn thấy mọi người là rất là năng lượng, rất là vui và rất là cảm thấy hứng khởi. Hứng khởi, ok, tuyệt vời quá. Cảm ơn mọi người. Hay quá, rất tuyệt vời. Và tôi tin chắc rằng vẫn còn rất rất nhiều anh chị em chúng ta đang rất là xem, và có rất nhiều anh chị em đang rất là chi tiết ghi từng chút
thì điều đó rất là tuyệt vời ha. Chúng ta cần phải ghi chép thật là cẩn thận, vì khi mình ghi chép thì mình mới nhớ được. Ghi chép thì nó sẽ giúp mình nhớ thêm một lần nữa và mình sẽ dễ dàng thực hành hơn sau khi buổi Zoom mình thức dậy mình kết thúc. Hãy nhớ rằng trong những cái chương trình chia sẻ những cái buổi Zoom như thế này á, thông thường nó sẽ khiến chúng ta rất là năng lượng, nó khiến chúng ta rất là hào hứng để làm cái điều gì đó, nhưng rất dễ bị tụt năng lượng sau khi mà mình kết thúc buổi Zoom, mình về rồi đôi khi mình công việc của mình rồi riêng tư của mình đôi khi mình bị tụt năng lượng. Cái quan trọng ở đây là mình cần phải liên tục duy trì cái năng lượng, liên tục duy trì và cái mục tiêu của mình, và mình làm đều đặn hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày như vậy. Và mình phải duy trì cái nhóm, cái cộng đồng, những người mà chúng ta đang làm việc, đang thực hành cùng với nhau như vậy thì mọi người mới phát triển, mới đi lên được, cùng nhau đi lên được. Chứ nếu như chúng ta không làm hoặc là sau mỗi buổi Zoom như thế này, chúng ta rất dễ bị tụt năng lượng. Và cái điều thứ hai mà Nguyên muốn chia sẻ cùng với tiếp theo của chúng ta đó là khi mà mình làm lĩnh vực này á, là vừa rồi là những cái kết quả mà tôi vừa chia sẻ của những người học viên, của những cái người họ đã làm được. Nguyên cũng có những cái kết quả rất là lớn, cũng từng chia sẻ lên kênh YouTube. Nếu như mà anh chị mà có thể xem thì cũng có thể vào kênh YouTube của Nguyên về cái kết quả Nguyên chia sẻ đó, mọi người có thấy được rằng là Nguyên có thể tạo ra cho mình những cái kết quả như thế nào. Thì cái đó chỉ là cái giúp cho mọi người tạo ra những cái năng lượng, tạo ra những cái hứng khởi, tạo ra những cái tạo ra những cái suy nghĩ rằng là cái đây là một cái con đường chính xác mình có thể đi, mình có thể đến đích. Và để đạt được những kết quả đó nó không phải là dễ dàng. Để đạt được kết quả đó nó đòi hỏi chúng ta cần phải luyện tập, cần phải nỗ lực, cần phải làm việc, cần phải luyện tập, cần phải làm, đặc biệt là phải làm. Chúng ta phải làm thì chúng ta mới có kết quả được, và đặc biệt là phải làm thật là nhiều, học thật là nhiều. Thì Nguyên và Hường ở đây để mình giúp đỡ cho tất cả những anh chị, những ai mà thật sự quyết tâm, những ai thật sự làm sau mỗi cái buổi Zoom như thế này để mà mình có thể phát triển được. Thì lưu ý rằng là mỗi cái buổi Zoom mà Nguyên với Hường chia sẻ nó là một cái mảnh ghép trong bộ quy trình xây dựng hệ thống kinh doanh online làm affiliate marketing. Nếu như chúng ta bỏ lỡ một cái buổi nào đó thì chúng ta cũng sẽ gãy cái hệ thống này. Nếu như chúng ta không làm một cái mắt xích nào đó thì chúng ta cũng sẽ gãy, chúng ta không thể nào hoàn thành được cái bộ quy trình hệ thống để có thể xây dựng một cái công việc kinh doanh trên internet. Và ở đây thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả những anh chị em chúng ta một cái sườn cơ bản để cho mình hình dung. Đầu tiên á thì ở đây mình có thể thấy alo. Mình có thể thấy rằng là đây là cái sơ đồ, đây là cái sơ đồ của cái công việc mình cần phải làm. Thì vừa rồi Hường có ví dụ cho chúng ta đó là mình sẽ xây dựng cái kênh YouTube, tạo ra cho mình những cái video một cách hoàn toàn miễn phí và xây dựng kênh YouTube hoàn toàn miễn phí. Và khi mình xây dựng kênh YouTube liên tục đều đặn đăng những cái video hàng ngày lên kênh YouTube như vậy, và phát triển cái lượt xem, phát triển cái lượt đăng ký và hút traffic vào kênh YouTube của mình, thì lúc này khi có một khách hàng họ vào họ mua hàng thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng, chúng ta sẽ nhận được hoa hồng ở đây ha. Thì đó là tôi vừa chia sẻ cho chúng ta, ví dụ cho chúng ta một cái giải pháp tìm kiếm traffic. Traffic ở đây là khách hàng tiềm năng, mọi người chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi, là kênh YouTube. Thì ở đây ngoài kênh YouTube ra thì mình cũng có thể thấy rằng là Facebook hiện nay rất nhiều người đang sử dụng, Google tất nhiên rồi, hầu như mọi người có vấn đề gì đều lên Google. Instagram thì cũng có người biết người không, thì ở Việt Nam thì nó cũng chưa có phải là quá thông dụng, nhưng mà ở bên Mỹ, ở bên Anh, ở bên những cái quốc gia bên Tây thì họ sẽ rất thường xuyên sử dụng Instagram. Hay là Pinterest, nó là một cái trang mạng xã hội, nó là một trang mạng xã hội chuyên chia sẻ về hình ảnh, chuyên chia sẻ về hình ảnh, và ở trên đó có rất nhiều những thông tin và có rất nhiều những người phụ nữ bên ngoài, nước ngoài họ sử dụng Internet để mà tìm kiếm thông tin cũng như giải trí cũng như mục đích cho công việc sống của họ. Bên cạnh đó nó còn có Twitter, hay nó còn có Bing, nó còn có Microsoft, nó còn có rất nhiều những cái nền tảng tạo ra traffic khác, khác nữa. Thì đây người chỉ ví dụ cho chúng ta, đây là cái nơi mà mình sẽ tập hợp tất cả cái lượng data, những cái lượng khách hàng tiềm năng, những cái người, những cái khách hàng của chúng ta xuất hiện ở đâu thì mình sẽ ở đó.
khách hàng chúng ta xuất hiện trên YouTube, khách hàng chúng ta xuất hiện trên Facebook, khách hàng chúng ta xuất hiện trên Google, trên Instagram, trên Pinterest và rất nhiều những nền tảng khác. Thì lần lượt sau những cái buổi Zoom, Nguyên và Hường sẽ chia sẻ cho chúng ta sâu về từng cái phần này. Thì ở cái sơ đồ này thì mọi người có thể thấy rằng tất cả những cái khách hàng, tất cả những cái lưu lượng truy cập, tất cả những cái danh sách khách hàng tiềm năng, những cái khách hàng, những người đang gặp vấn đề trên Internet thì chúng ta đều đưa vào một cái trang đó, đó được gọi là trang landing page. Cái trang landing page này nó có thể được hiểu đó là một cái trang resale page. Trang resale page nghĩa là cái trang này là cái trang mình dùng để quảng cáo hay là mình đưa khách hàng vào cái trang này để mà chia sẻ những cái thông tin, những cái giá trị mà nó mang lại giá trị gì đó cho khách hàng hay là những thông tin có ích cho khách hàng. Thì lúc này khách hàng sẽ vào cái hop link. Cái hop link là cái đường link mà chúng ta lấy để bán hàng. Thì khách hàng sẽ vào cái hop link này, khách hàng mua hàng thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng. Và đây là cái bước cuối cùng, sau khi chúng ta nhận được hoa hồng thì chúng ta sẽ rút ra sau mỗi tuần là chúng ta sẽ rút ra. Đó, thì cái quan trọng ở đây là để mà chúng ta kéo được traffic về thì đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái trang landing page. Có một cái trang landing page. Hầu hết tất cả những nền tảng này chúng ta phải đưa về một cái trang landing page, hay nói khác là một cái website mà nó chỉ có một trang thôi á, mọi người chỉ hiểu đơn giản thôi. Ở trang landing page này mình có thể là thu thập email khách hàng, mình cũng có thể là cài được cái mã chuyển đổi trên landing page này. Thì đối với những cái thuật ngữ mà mọi người nếu như lần đầu tiên nghe mà mình chưa rõ thì mình cứ ghi chép lại không sao cả. Rồi mình học mỗi buổi Zoom, mỗi ngày mình tích lũy một ít, mình sẽ hiểu và mình sẽ hình thành cho mình một cái kiến thức tổng quan về cái sơ đồ hệ thống kinh doanh là affiliate marketing. Đó, thì sau khi họ vào trang landing page này thì mình sẽ đưa khách hàng vào hop link và khách hàng mua hàng thì mình sẽ được hoa hồng, đơn giản thế thôi. Rồi, thì trong cái chia sẻ tối ngày hôm nay, Nguyên sẽ chia sẻ cho chúng ta về cái hop link thì mình biết rồi. Lúc nãy là mình lên trên Clickbank, mình chọn một sản phẩm, sau đó mình tạo ra một cái đường link được gọi là hop link á, mình biết rồi. Thì bây giờ Nguyên sẽ chia sẻ cho chúng ta xây dựng một cái trang landing page, Thì như vậy là khi mà mình đã xây dựng được một trang landing page rồi, thì mình cơ bản đã hoàn thành được gọi là 1/3 hệ thống rồi. Thì những cái buổi Zoom tiếp theo, những buổi Zoom sau này thì mọi người sẽ được học sâu hơn về những cái kênh traffic, sâu hơn về cách chúng ta tận dụng khách hàng khi họ đã vào cái trang landing page của chúng ta xử lý data, chúng ta xử lý khách hàng như thế nào. Thì hôm sau Nguyên sẽ chia sẻ cho tất cả những anh chị em chúng ta chi tiết từng kênh, từng cái giải pháp, từng cái chiến lược giúp mình có thể thu hút khách hàng về hết tất cả trang landing page này. Đó là điều rất là tuyệt vời. Và cái trang landing page này là điều rất là quan trọng. Tất cả chúng ta, tất cả những anh em làm lĩnh vực này đều phải xây dựng cho mình một cái trang web, nó có tên là landing page. Thì mọi người cũng, nếu như chúng ta chưa từng làm thì cũng đừng nghĩ nó quá phức tạp. Hãy nhớ rằng ngày nay cái công cụ nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều và nó tạo ra cho mình rất nhiều những cái công cụ giúp mình có thể làm một cách nhanh chóng và hiệu quả, bằng việc là tạo cho mình những cái trang web, tạo cho mình những trang landing page, tạo ra cho mình những cái hệ thống email, tạo ra cho mình những cái gọi là cái trang web bán hàng, rồi làm tất cả mọi thứ đều tự động hết. Nên thành hãy làm, xem và thực hành thì mình sẽ làm được mà. Và hãy nhớ rằng á là tất cả những cái buổi Zoom mọi người chia sẻ, ngoài những kiến thức nó còn là how to làm thế nào nữa, mình cần phải thực hành, mình cần phải làm. Nếu sau buổi Zoom mình không làm thì cái buổi Zoom hôm sau mình tham gia nó không có giá trị gì cả, nó không có ích gì cả. Nên cần phải làm và cần phải thực hành, và cần phải ghi chép thật là cụ thể và rõ ràng vào trong cái tập của mình ấy, để mình biết được cái vấn đề nào mình chưa rõ, cái vấn đề nào mình chưa hiểu thì mình còn hỏi. Hoặc là trong quá trình mình làm, mình biết rằng là mình đang làm ở cái vị trí nào của cái hệ thống. Chẳng hạn như mình đang làm ở cái vị trí là landing page, hay là vị trí là YouTube, hay là vị trí là hoplink, hay là vị trí là nhận thanh toán. Mình cần phải biết là mình đang làm ở đâu của cái hệ thống này, để sau này mình dễ dàng mình xây dựng nó, mình học nó. Ok, thì bây giờ để mà Nguyên bắt đầu
chia sẻ mình cách chúng ta có thể xây dựng một cái trang landing page cực kỳ dễ, chỉ trong vòng chưa tới 5 phút là mình có thể làm được rồi. Thì hãy comment, hôm nay là ngày 8, mọi người hãy comment số 8 xuống nào. Ok, comment số 8 xuống nào. Ok. Ok, rất tuyệt vời, hay quá. Đó, thì nhớ rằng là trong cái sơ đồ này này, trong sơ đồ hệ thống này này, trong cái trang landing page, trong cái trang landing page này này. À, bây giờ mình sẽ trong cái trang landing page này, bản chất mình có thể tạo ra hai cái trang khác. À. Về cơ bản nó sẽ có hai loại. Về cơ bản nó sẽ có hai loại như sau. Đầu tiên đó là trang resell page. Resell page. Hay nó là trang sweet page. Mọi người có thể cứ ghi chép vào ha. Nếu như mình chưa rõ thì mình cứ ghi chép vào thôi. Sau này mình làm vài lần thì mình sẽ rõ ha, không có vấn đề gì cả. Rồi, ở đây mình chỉ cần hiểu nè, cái trang Respect là cái trang giúp mình cài đặt những cái thông tin theo dõi, thông tin để quan sát cái hành vi khách hàng trên cái trang của mình để mình có thể sử dụng các chiến lược tiếp thị lại remarketing. Hoặc là trang Squibet, mình chỉ cần hiểu đơn giản đó là trang thu thập thông tin khách hàng ha, dùng để thu thập thông tin khách hàng, thu thập thông tin khách hàng có thể là email này, có thể là tên này, nếu như đó là nước ngoài, còn nếu như ở Việt Nam mình có thể thu thập thêm số điện thoại, hay là mình có thể thu thập thêm rất nhiều những thông tin khác ha. Đó, khi mà mình giả sử mình thu thập được thông tin khách hàng là email, tên, số điện thoại rồi, thì mình sẽ có những cái công cụ, khi mình thu thập rồi mình sẽ có những công cụ để liên tục marketing cho những người khách hàng họ đã có, ví dụ như là mình sẽ gửi email. À. Đối với những người mới thì có thể là mình chưa có quen đâu, nhưng mà mình cứ ghi chép vào đi, rồi mình làm một vài lần thì mình sẽ hiểu rõ được cái hình dung ha. Đây, email 2 đó. Bây giờ rồi chúng ta tiếp tục đó, rồi tương tự như vậy ha, tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có đó, thì đây tôi sẽ ví dụ cho chúng ta như thế này. Khi mà mình đã thu thập được thông tin của khách hàng rồi thì mình sẽ có cái hệ thống, nó sẽ giúp mình liên tục chăm sóc khách hàng, liên tục gửi email tự động cho khách hàng để mà tiếp tục quảng bá những cái sản phẩm của mình, để mà tiếp tục là chia sẻ những thông tin, những cái kiến thức, những cái giá trị có ích cho khách hàng. Chẳng hạn như khách hàng họ đang gặp vấn đề về là bệnh béo phì, họ muốn giảm cân, thì khi khách hàng họ vào cái trang Squibet của mình, họ cho thông tin email, thì hàng ngày ví dụ như email ngày chúng ta sẽ gửi là thông tin về việc là những cái biện pháp, có thể là những biện pháp để giúp họ có thể là giảm cân tại nhà, biện pháp những cái thực phẩm giúp họ có thể ăn uống và giảm cân, hay là những cái, rồi sau đó mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm liên tục thông qua những email như thế này. Và mọi người hãy hiểu đơn giản thế này, trong cái công việc kinh doanh trên internet á, khi mà mình xây dựng được một cái tệp data khách hàng tầm khoảng từ 10.000 cho đến 50.000 email, thì như vậy là mình đã có được một cái
khách hàng gọi là tiềm năng mà mình không cần phải tốn tiền để mà liên tục tìm kiếm khách hàng nữa, mà lúc này khách hàng nó đã vào hệ thống chúng ta rồi và chúng ta chỉ việc là cho ăn và câu cá, cho ăn và câu cá ha. Rất tuyệt vời. Thì mọi người cứ nắm cái sơ đồ này, mà cơ bản thì chúng ta chưa cần phải hiểu quá nhiều về cái này, mọi người chỉ cần biết được là chúng ta có những cái này thôi ha, có những cái này thôi. Rồi thì bây giờ á, là Nguyên sẽ hướng dẫn cho mình cách mình có thể xây dựng một cái trang landing page này. Thì khi mà mình xây dựng được trang landing page rồi á, thì lúc này mình có thể tùy biến sang trang resale page hay trang sweep page đều được, không vấn đề gì cả. Rồi thì để mà mình xây dựng được cái trang landing page á, thì nó sẽ có rất nhiều những cái công cụ, và có rất nhiều những công cụ. Nếu như ai đó trong cái buổi Zoom ngày hôm nay mình đang làm những cái công cụ khác thì cũng không sao, mình cứ tiếp tục làm. Còn những ai mà mới hoàn toàn thì hãy cứ làm theo từng bước hướng dẫn của Nguyên. Nguyên sẽ chia sẻ rất là cụ thể, chi tiết cho mình để mình có thể làm được. Thì ở đây Nguyên sẽ mở một cái lên, ví dụ như Nguyên sẽ đây. Đầu tiên á, thì để mà xây dựng một cái trang landing page thì mình cần có một cái công cụ ha, có một cái công cụ. Ở đây Nguyên sẽ giới thiệu cho chúng ta, đó là công cụ landing page. Thì mọi người có thể vào đó là luythanhnguyen.com/landingpage ha. Đây là cái đường link cũng là affiliate link của Nguyên luôn ha. Nguyên cũng chia sẻ đây là cũng là affiliate link khi mà Nguyên làm affiliate cho cái landing page này. Nhưng mà cái này thì nó không quan trọng đâu, mọi người chỉ cần đăng ký cái bản miễn phí là mình có thể sử dụng được rồi. Thì đây Nguyên cũng muốn giới thiệu thêm là cái affiliate nó sẽ tận dụng cho mình rất nhiều những cái mô hình khác nhau, rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Không những là mình có thể kiếm tiền ở thị trường nước ngoài, mà mình có thể kiếm được tiền ở Việt Nam hay ở bất kỳ những nền tảng nào. Khi mà mình đã hiểu rõ được cái mô hình này rồi, khi mà mình đã nắm được cái mô hình này rồi thì mình có thể dễ dàng làm ở bất kỳ đâu ha. Đó, mọi người thấy mặc dù vào luythanhnguyen.com/landingpage nhưng mà nó sẽ vào một cái trang web, đó là landingpage.vn như thế này à. Và lúc này ha, mọi người thấy đây là cái mã giới thiệu, đây là cái mã giới thiệu của Nguyên. Thì cũng giống như trên Clickbank lúc nãy mà Nguyên làm ví dụ cho chúng ta đó, nó cũng sẽ có cái ID, nó cũng sẽ có cái username của cái Clickbank. Thì khi mà khách hàng click vào đó mua hàng thì mình sẽ được hoa hồng. Thì cũng tương tự như vậy, thì ở trên landingpage này, đây là các công cụ của Việt Nam đó. Thì khi mà mình click vào cái đường link là luythanhnguyen.com/landingpage này, giả sử nha, giả sử nếu như mình mua hàng thì Nguyên sẽ được có thể là Nguyên sẽ được link bị lỗi, Nguyên đang mua mà sao vậy? Khi mà click vào đường link là luythanhnguyen.com/landingpage thì lúc này khi nếu như giả sử mình mua hàng thì Nguyên cũng sẽ được hoa hồng hoặc là được gia hạn thêm thời lượng sử dụng landingpage chẳng hạn, ví dụ như vậy. À, nhưng mà mọi người không cần thiết, mọi người chỉ cần vào đây đăng ký miễn phí, đăng ký miễn phí để chúng ta sử dụng, không cần phải update. Khi nào mà mình làm mình cần thiết thì mình sẽ update, còn không, còn bây giờ mình cứ thực hành không cần phải update, mình sử dụng miễn phí ha. Mình bắt đầu sử dụng miễn phí ở đây, mình bấm vào nút bắt đầu sử dụng miễn phí ở đây đó. Nhớ nhà chúng ta không cần nhất thiết phải mua, chúng ta bắt đầu sử dụng miễn phí thôi được rồi ha, không vấn đề gì cả. Rồi sau đó mình sẽ nhập tên của mình vào đây, chẳng hạn như nhập là Lý Thành Nguyên, đổi email là ví dụ như mình có thể nhập là Lý Thành Nguyên official chẳng hạn đó, @gmail.com ví dụ như vậy. Rồi mình sẽ nhập mật khẩu vào, mình sẽ nhập số điện thoại mình vào. Ví dụ như vậy, rồi mình sẽ tiếp vào đây. Như vậy là mình sẽ bấm vào nút đăng ký ở đây là mình sẽ đăng ký được rồi ha, mình sẽ đăng ký được một cái tài khoản Landingpage rồi ha. Đăng ký hoàn toàn miễn phí nha anh chị em chúng ta, đăng ký hoàn toàn miễn phí, chúng ta chỉ dùng miễn phí ha, không khi nào chúng ta cần thiết hãy nâng cấp, còn trước mắt chúng ta chỉ sử dụng miễn phí thôi được rồi, để cho mọi người thực hành. Quan trọng ở đây là mọi người phải có cái để mọi người thực hành và mọi người làm thì nó mới hiệu quả được. Cái công cụ Landingpage này thì một người Việt Nam họ đã phát triển lên, và cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, vì nó sẽ tích hợp được những cái nhu cầu có sẵn, nhu cầu có sẵn của người về của mình, nó sẽ tích hợp sẵn rất nhiều những cái tiện ích sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ việc tạo và làm rất là đơn giản thôi. Ok, thì không biết có ai còn bị lỗi link nữa không, chứ hiện tại là Nguyên vẫn vô được bình thường nha. Chúng ta vào lại cái
đi thành luôn chúng con chuyện là đi vậy. Ồ, bị đó. Thì sau khi mình đăng ký xong, sau khi mình đăng ký xong thì mình sẽ có một cái tài khoản. Còn nếu như anh chị nào mà link bị lỗi thì cứ inbox lên, inbox cho lên trên group á, lên trên group thì sẽ có đội ngũ sẽ hỗ trợ mình có một cái link đăng ký ha, không vấn đề gì cả, cái này không quan trọng đâu. Rồi sau khi đăng ký xong thì mình sẽ có một tài khoản, thì mình sẽ qua một tài khoản mà mình đang có sẵn ha, qua một tài khoản ở đây. Thì đây là cái tài khoản, đây là cái tài khoản Ladybay mà mình đang sử dụng ha. Thì sau khi mình đăng ký thành công thì mình cũng sẽ có một cái, mình cũng sẽ có một cái tài khoản giống như thế này. Thì đây là cái giao diện Ladybay. À, giao diện Ladybay. Ở đây nó sẽ tích hợp cho chúng ta rất nhiều những cái template. Template là những cái mẫu có sẵn ở đây về rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau này, ô tô, xe máy, đồ điện gia dụng, điện ảnh, truyền hình, thực phẩm, rồi bảo hiểm, luật tài chính, nội thất, rồi đồ thủ công mỹ nghệ, tất cả mọi thứ nó có sẵn hết trên này rồi. À, thì mình cũng có thể chọn những cái mẫu, chẳng hạn như mình muốn xem trước thì mình có thể bấm vào đây mình xem trước này. Đó, thì đây là một cái mẫu template, đây là một cái trang landing page. À, nó có sẵn cho chúng ta cái mẫu giao diện như thế này. Rồi, nếu như chúng ta thích cái mẫu đó thì chúng ta có thể chọn, hoặc là chúng ta có thể xem những cái mẫu khác, ví dụ như bấm vào đây để chúng ta xem trước. Đó, thì đây là một cái mẫu khác này. Thì không những nó áp dụng trong lĩnh vực affiliate mà mình có thể áp dụng vào trong cái công việc của mình đang làm cũng được ha, nó rất là đa dạng và nó rất là linh hoạt. Ok, rồi thì bây giờ á, mình sẽ bắt đầu tạo một cái trang trống hoàn toàn, một trang trống hoàn toàn ha. Giả sử bây giờ mình sẽ bấm vào một landing page ở đây, bấm một tạo lên landing page sử dụng một trang trống ở đây, nhập tên ví dụ như nhập là Lý Thành Nguyên đi, giả sử nhập tiêu đề là Lý Thành Nguyên hướng dẫn đi, hướng dẫn, rồi bấm vào một tạo landing page ở đây. Đó, cái tiêu đề đó là cái tiêu đề trang web của mình ha. Thì ở đây mọi người chỉ cần thực hành biết cách mình tạo cho mình một cái trang landing page thôi. Còn để mà mình tạo ra như thế nào cho nó phù hợp với sản phẩm thì mình không cần phải quan tâm đến, mình chỉ cần biết cách làm thế nào tạo ra cho mình một cái trang landing page chạy được là ok. Thì như thế thôi. Rồi thì ở đây đây là cái giao diện sau khi mà mình đã vào cái trang landing page như thế này rồi. À, và trang landing page như thế này rồi. Thì bước tiếp theo nè, mọi người có thể thấy ở bên trái này nó sẽ có những cái công cụ để mình có thể thiết kế. Bên phải này nó sẽ là những cái mục về tối ưu, mục về up, mục về theo dõi, mục về xuất bản ha. Còn bên giữa này là cái giao diện mà mình sẽ thiết kế. Thì đầu tiên mình sẽ bấm vào nút thêm mới session ở đây. Bấm vào nút thêm mới session ở đây. Bấm vào đây. Anh em chúng ta cứ tập trung theo dõi nha, cứ tập trung theo dõi và ghi chép. Còn thực hành thì tí nữa mình sẽ chia phòng để mọi người vào thực hành cơ bản. Rồi sau buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với nhau. Nên thành bây giờ hãy tập trung vào cái việc theo dõi để người hướng dẫn cho mình dễ làm đã. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng một cái session trắng ở đây. Đó. Giả sử như mình muốn đổi màu thì mình bấm vào dấu bánh răng ở đây. Mình bấm vào mục là màu và hình nền. Mình bấm vào màu nền, mình bấm vào đây, mình sẽ đổi màu, có thể chọn bất kỳ màu gì thì nó sẽ đổi màu cho chúng ta. Đó, mình có thể chọn bất kỳ màu gì ha. Đó, ví dụ như vậy. Hoặc là nếu như mình không thích thì mình có thể trả về màu trắng ha, rất là đơn giản. Rồi, giả sử mình chọn màu này đi ha, giả sử chọn màu này. Rồi, bây giờ chúng ta có màu nền rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục thiết kế thêm những cái, ví dụ như là tiêu đề. Tức là bóng tiêu đề, nó sẽ là tiêu đề cho chúng ta kéo lên. Và vì sao Nguyên sử dụng cái công cụ Ladybay này thì chúng ta cứ làm và cứ thực hành. Những bài học Nguyên sẽ chia sẻ cho chúng ta lý do vì sao cái công cụ này nó rất là tiện dụng cho anh em chúng ta. Chúng ta nên làm công cụ này mà không làm những công cụ khác, tại vì trên internet nó có rất nhiều những cái công cụ mà chúng ta cần phải chọn những công cụ nào mình dễ làm nhất, mà nó có thể là dễ dàng áp dụng vào trong công việc của mình nhất thì mình làm thôi ha. Thì trong những bài học sau mình sẽ chia sẻ những cái lợi thế của công cụ này như thế nào ha. Giả sử ở đây bây giờ Nguyên muốn chia sẻ, giả sử ví dụ thôi ha, là chia sẻ về affiliate
và booking đấy, hàng tuần, ví dụ như vậy. Bây giờ đây là cái tiêu đề ha, tiêu đề mình sẽ ghi, mình sẽ kéo ra như thế này, rồi mình sẽ đưa về giữa như thế này. Rồi mình có thể muốn chữ to bấm vào chữ B ở đây, in động ở đây. Mình có thể chọn cái kích thước chữ to to lên, hoặc là mình có thể bấm vào dấu bánh răng ở đây, mình có thể chọn kích thước chữ ở đây to lên, đó, 32, mình kéo rộng ra, mình có thể xuống dòng ở đây, đó, rồi mình có thể đưa vào ở giữa, ha, căn giữa, rất là dễ dàng thôi, đó, rồi mình có thể đổi màu chữ này, bấm vào đây, chọn là cái, chọn chữ A ở đây, rồi mình cũng có thể đổi màu sang màu đỏ, ha, rồi mình cũng có thể đổi rất nhiều chữ, gỡ chữ, kiểu chữ, tất cả mọi thứ ở đây, rồi tiếp tục nè, tiếp tục, bây giờ giả sử như Nguyên muốn đưa một cái video vào, bấm một thêm mới ở đây, bấm vào một là video ở đây, thì lúc này nó sẽ ra cho mình một cái video này, mình sẽ có thể kéo to cái video này ra, đó, rồi bây giờ mình muốn đưa cái đường link video của mình vào đây, thì mình sẽ chọn cái là kiểu video đó là YouTube ở đây nè, mình bấm vào dấu bánh răng ở đây nè, dấu bánh răng ở đây, chọn là kiểu video là YouTube. Rồi giả sử giờ mình sẽ vào cái kênh YouTube. Thì ở đây ha. À, nó có ở đây nó sẽ có một cái video, ví dụ như là video này đây, video mới nhất này đây. Đây, mình sẽ copy cái, mình sẽ copy cái đường link video này, copy sao chép. Rồi mình quay lại đây. Mình tắt hai cái này đi ha, hai cái này đó là cái mẫu này. Rồi mình sẽ dán vào đây. Đó. Như vậy là nó sẽ ra cái video của mình ở đây, nó ra cái video của mình ở đây rồi. Mình có thể kéo và tùy biến rất là nhiều, mình có thể kéo to, kéo nhỏ như tùy mình ha, rất là dễ dàng. Đó. Rồi thì đây mình cũng có thể ghi thêm nội dung, mình bấm một thêm mới ở đây, mình có thể chọn là đoạn văn à, rồi ở đây mình có thể ghi là chia sẻ à, phải mua trường phí chương trình bạn ấn vào nút đăng ký bên dưới chẳng hạn, dưới để tham gia cùng Lý Thành Nguyên và Tô Ma Tô Hường chẳng hạn, ví dụ như vậy ha. Thì mình cũng có thể thay đổi không cần phí khoa cũng được ha, không nhất thiết, ví dụ như vậy. Rồi mình có thể thay đổi kiểu chữ nhỏ xuống một tí cũng được ha, mình cũng có thể bôi đậm lại một tí ha. Rồi mình cũng có thể to lên tí. Ở đây mình làm ví dụ thôi ha, cho anh biết được là cái công cụ này nó làm như thế nào thôi. Rồi tiếp theo nè, tiếp theo giả sử mình muốn thêm một cái nút bấm, nút bấm để cho mọi người chúng ta đăng ký, có một nút bấm ở đây, thì lúc này nó sẽ có nút bấm ở đây, đó, mình có thể kéo to cái nút bấm này ra, rồi mình có thể là tham gia ngay, bấm một tham gia ngay ở đây, cũng giống như trong cái sản phẩm của mình á, thì thay vì tham gia ngay thì nó sẽ là mua ngay hoặc là đăng ký ngay, ví dụ như vậy, hoặc là get access now đó, thì mình có thể thay đổi cái kích thước chữ ở đây to lên ha, đó to lên tí nữa, rồi mình có thể thay đổi kiểu phiền bo góc ở đây ha, mình có thể bo tất cả này, nó sẽ tròn cái góc, bo cho nó tròn lại cho đẹp ha, đó mọi người có thể thấy nó tròn lại rồi nè, đó. Rồi mình cũng có thể là thay đổi cái màu nút ha, thay đổi có thể là màu gradient hoặc là màu đơn sắc cũng được. Đó, ví dụ như vậy. Rồi nó thay đổi tiếp. Màu này. Đó. Ví dụ như vậy ha. Rồi chúng ta cũng có thể là làm rất nhiều thứ trên này. Thì trên này nó sẽ là những cái công cụ nó tích hợp sẵn cho mình làm rất là nhanh, rất là dễ dàng. Rồi, tiếp tục vào sự kiện. Vào sự kiện thì ở đây mình có thể thấy là mình sẽ bấm vào một đây, mình chọn là sao chép liên kết, sao chép mở liên kết đây.
rồi mình sẽ dán cái đường link tham gia vào đây. Giả sử nha, giả sử đây là cái group, thì chắc không biết là mọi người ai đang trong group này nè, ai trong group là học ô tô bình thường này, có thể comment xuống số 1. Ai đang trong group affiliate marketing này có thể comment số 2 không? Đó ví dụ như vậy ha. Ví dụ như vậy thì bây giờ giả sử Nguyên copy cái đường link của cái nhóm này ha. Copy ở đâu nhỉ? Đây. Để xem nào. Rồi mình sẽ bấm vào mời vào sao chép mình link này ha. Rồi. Ok. Thì mình sẽ bấm vào một sao chép cái đường link này ở đây. Rồi mình sẽ dán vào đây. Đó, dán cái đường link Zalo của mình vào đây. Thì như vậy á, là khi mà có ai đó họ click vào đường link này thì họ sẽ vào cái nhóm Zalo ha, vào cái nhóm Zalo mà mình đang theo dõi ở đây. Rất là tuyệt vời. Thế là mình cũng thấy được rằng hiện tại thì có khoảng hơn 100 người tham gia, nhưng mà chỉ có khoảng hàng chục người đang gọi là đang nhắn tin. Không biết là mọi người có đang theo dõi hay không ha, không biết mọi người có đang theo dõi hay không. Ok, không sao. Ok rồi, thì đó là khi mà mình nhắn cái đường link, gắn cái đường link vào cái nút thanh toán. Giả sử cái đây là cái nút thanh toán ha, mình sẽ gắn đường link như vậy. Thì đó, thì tiếp tục này, mình sẽ ở bên phải này, nó sẽ có cái mục đó là giao diện trên điện thoại. Mình bấm mục mobile ở đây. Thì lúc này mọi người thấy là đây là cái giao diện trên điện thoại này. Nếu như mình cảm thấy chỗ nào nó chưa hài lòng thì mình có thể chỉnh sửa lại. Ví dụ như mình có thể kéo thêm rộng ra cái section ra này, mình có thể kéo rộng ra cái nút bấm này, kéo rộng ra chính giữa này. Đó. Rồi mình bấm vào đây. Ok, giả sử mình chỉnh sửa như vậy ha. Rồi ở đây mình sẽ cho nó nhỏ lại một tí ha. Ví dụ như vậy. Rồi sau đó mình chuyển lại mục desktop ở đây. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ bấm mục xuất bản. Nếu như mình đã xong rồi, bấm mục xuất bản, bấm lưu. Rồi sau đó bấm mục xuất bản ở đây. Xuất bản. Đó. Rồi ok. Thì lúc này thì đây là cái đường link này. Thì đây là cái đường link mà mình đây là cái đường link mà mọi người vừa mới nghĩa là mình vừa mới hoàn thành xong cơ bản một cái trang landing page chẳng hạn ha. Thì ở đây mọi người cũng có thể bấm vào đường link này sẽ thấy được cái trang web mà Nguyên vừa tạo đây. Đó, cái đường link này nè. Đó, đây là cái đường link mà Nguyên đang ví dụ ha, đang ví dụ thôi. Thì ở đây lúc này thật ra đây Nguyên có thể kéo rộng ra cho nó đẹp cũng được ha. Đó, mình có thể xuất bản lại. Thì lúc này đây. Đó, thì mọi người thấy đây là đường link. Thì lúc này khi mà click vào đây nó sẽ tham gia vào cái group Zalo này, nó sẽ tham gia vào cái Zalo mình ha. Rất là đơn giản thôi, mọi người cũng có thể thấy cái đường link mà Nguyên cũng vừa mới gửi lên trên cái group chat đó. Thì đó, thì đó là cái ví dụ mà mình có thể xây dựng một cái trang landing page. Mọi người có thể thấy đấy, nó rất là nhanh, nó chỉ chưa tốn khoảng chưa tới 5 phút nữa. Nếu như mà thật sự mọi người làm không có hướng dẫn thì mình chỉ làm trong khoảng 3 phút là xong cái trang như thế này thôi, rất là nhanh. Và nếu mà để làm thật sự đầy đủ hoa màu sắc hoa lá cành thì chắc qua tầm khoảng ví dụ như 5-10 phút là mình có thể xong một cái trang web landing page. Mình có thể tạo ra cho mình một cái hệ thống landing page như thế này thôi, mình có thể bán được hàng. Đó. Thì đây giống như ví dụ như ví dụ thôi. Thật ra thay vì cái việc là Nguyên để một cái video ha, mình có thể bấm vào video này mình xem luôn ha. Đó, mọi người có thể bấm vào xem luôn đấy, rất là đơn giản đúng không? Thì mình sẽ đưa cái nút bấm thay vì cái nút bấm là Nguyên đang ví dụ về cái buổi chia sẻ affiliate marketing, thì nó là cái sản phẩm ha, nó là cái sản phẩm. Thì ở đây nên cần chúng ta là về nhà mình sẽ bài tập của mình á là về nhà mọi người cần phải ghi xuống. Đó là bài tập của mình á, là về nhà mình cần phải tạo một cái tài khoản Ladybay ha. Thì mọi người có thể vào trực tiếp cái Ladybay ha. Mọi người có thể vào trực tiếp cái Ladybay này để tạo một cái tài khoản cũng được, không sao cả.
hoặc là mọi người có thể vào là leadthanhuyen.com/ladybay để tạo một tài khoản cũng được, nó cũng giống nhau hoàn toàn ha, nó cũng giống nhau, nhưng mà khi mọi người vào cái trang leadthanhuyen.com/ladybay á, thì lúc này khi mọi người đăng ký thì chúng ta cũng sẽ được thêm những cái tháng sử dụng, thêm những cái tháng sử dụng của thằng Ladybay này. Thì đây muốn chia sẻ thêm để biết được cái tác dụng của cái công cụ affiliate này mà thôi. Đó thì nhiệm vụ của mình là tạo một cái tài khoản Ladybay. Rồi sau đó tạo ra cho mình một cái trang landing page ha. Cái trang landing page là cái trang mà Nguyên vừa mới ví dụ cho chúng ta đó. Chúng ta hãy tạo một cái trang landing page ha, tạo một cái trang landing page. Và ghi giới, nghĩa là cái trang landing page đó là chia sẻ về cái công việc hay là về cái sản phẩm của mình, hay mình có thể chọn bất kỳ cái chủ đề gì để mình xây dựng một trang landing page đó. Hãy nhớ rằng cái mục tiêu chính của mình xây dựng trang landing page đó, cái bài tập đó, là mình cần phải hiểu được cách mình tạo một cái trang landing page như thế nào thôi ha. Mọi người chọn cho mình một cái chủ đề, có thể là về chủ đề của mình, hoặc là về sản phẩm, hoặc là còn có thể chọn một chủ đề tương tự giống như Nguyên cũng được, không sao cả, chủ đề gì cũng được, không quan trọng ở đây, quan trọng là mình hiểu được cách mình tạo một cái trang landing page như thế nào để sau này mình có thể áp dụng vào cái việc mình bán hàng, mình xây dựng những cái trang research để mình bán hàng nó hiệu quả hơn, thì đó là cái mục tiêu. Thì bây giờ mọi người có thể là thực hành luôn, mọi người có thể thực hành luôn. Đến nào. Không biết là mọi người có cần Nguyên làm cái video là hướng dẫn cách tạo một tài khoản, rồi làm cái video để làm cái video hướng dẫn cách làm landing page này để gửi cho mọi người làm không, hay là mọi người xem video tối ngày hôm nay mọi người về có thể làm được ha, không biết là mọi người có cần không. Đó thì mọi người có thể cho Nguyên biết để biết là mình có nên làm không, tại vì có nhiều người cần thì mình mới làm, chứ còn nếu mà ít người cần quá, nghĩa là mọi người đã biết dễ làm thì mọi người sẽ không làm, tại vì mình làm nó mang lại giá trị cho mọi người thì mình mới làm. Đấy, ok, thì mọi người cứ cần có nếu mà cần làm thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người từ việc tạo tài khoản cũng như là thao tác những cái thao tác vừa rồi để mình tạo một cái trang landing page. Thì chắc chắn là lưu ý là trong cái trước cái buổi Zoom thứ năm tuần sau á, là tất cả những anh chị em chúng ta cần phải có cho mình một cái trang landing page, và nếu như ai đã làm xong cho mình một cái trang landing page, hãy đưa cái đường link của mình á, hãy copy cái đường link của mình giống như Nguyên copy lúc nãy á, vào trong cái group để cho mọi người cùng xem và cùng tham khảo và cùng gọi là góp ý ha, cùng mọi người hãy xem, và những cái người bạn của mình, những cái đồng đội của mình, những người trong nhóm của mình họ đang làm những gì thì mình cũng có thể tham khảo cái cách họ đang làm, tham khảo những cái trang họ đang làm thì mình cũng có thể làm theo. Đó thì ai làm xong rồi thì hãy gửi đến nhóm, Nguyên cũng sẽ xem ha. Chắc chắn một điều, ai mà làm xem sớm hay là làm xong những cái trang gửi lên trên group, Nguyên sẽ xem hết cho anh em chúng ta ha. Nếu như chúng ta gửi lên group thì Nguyên sẽ xem cho tất cả mọi người. Trong group chat Zalo không cài đặt nhanh. Ok, thì đối với trong cái group Zalo, mục đích chính là Nguyên chia sẻ luôn ha. Mục đích chính là để mà thông báo về lịch học, để mà giao lưu chia sẻ với mọi người, để mà mọi người nắm về cái lịch học cũng như thông tin lịch học. Thì nếu như anh chị em chúng ta ở đây mà trao đổi thì dễ hơn, thì mọi người sẽ vào thêm một cái group Facebook để mà mình sẽ trao đổi cái bài làm cũng như update những cái kết quả của mình đã làm được trên group đó, thì nó sẽ dễ dàng trao đổi hơn. Còn cái Zalo này là cái nơi mà Nguyên và Hường sẽ liên tục thông báo mọi người về lịch học, về những cái video bài học, những cái kiến thức mọi người cần phải học trong tuần, cần phải làm trong tuần, ví dụ như vậy ha. Cơ bản đó là những thông báo, thì Hường có thể gửi cho lên group chat một cái link của một cái group để mọi người có thể tham gia vào để cùng nhau trao đổi để Hường sẽ gửi cho chúng ta vào trong cái group chat này ha. Mọi người chỉ cần copy link đó và bấm nút tham gia nhóm ha, tham gia nhóm. Ok, giờ Nguyên sẽ tí. Hello, bây giờ
cả nhà tham gia vào cái link này nha. Thực ra ấy, là cái nhóm chat Phường không muốn là chat lung tung trên Zalo làm ảnh hưởng đến chúng ta quá nhiều group làm chúng ta ồn ào á. Nên bây giờ mọi người tham gia vào cái nhóm này đi. Bây giờ mọi người có thể làm trong quá trình thực hành. Nếu mà thắc mắc các bạn có thể post bài lên đây. Các anh chị em chúng ta cứ post bài lên đây. Ví dụ như mình chụp một cái hình bảo là chỗ này xử lý sao, bị gặp vấn đề gì, đăng bài lên đây. Đấy, xong đấy sẽ có những cái câu trả lời comment bên dưới. Ai biết cái gì thì mình giúp, còn ai không biết thì Hường sẽ nỗ lực biết, nếu Hường biết trong khả năng của mình thì Hường giúp. Nếu mà không biết nữa thì Hường sẽ hỏi thầy của Hường. Nó tóm lại là chúng ta có đăng bài lên đây. Nên anh em tham gia vào cái group Facebook này. Thì thực tế là nó có một cái tài khoản trên website để mọi người đăng nhập tài khoản học. Tuy nhiên là bây giờ mọi người để làm quen với cái này thì Hường, mọi người cứ tham gia vào cái group này đi. Sau đó thì Hường đăng luôn cái video đợt trước. Cái video đợt trước là bài 1 ấy, cái buổi chia sẻ hôm trước và anh em đã bỏ lỡ ở trên đây luôn rồi. Thì mọi người yêu cầu luôn đi, Hường duyệt phát luôn cho nhanh. Chứ tại vì để tí nữa lộn xộn. Được không em? Anh em gửi yêu cầu hết đi. Thì cả nhà gửi yêu cầu rồi á, thì viết xuống đã gửi yêu cầu nha. Comment vào tham gia vào cái group đấy. Nếu mà ai tham gia rồi á, viết xuống đã tham gia. Để Hường duyệt luôn các thành viên tham gia. Tham gia hết đi cả nhà. Tham gia vào cái group này, toàn bộ những cái thắc mắc hay là muốn giải đáp hay muốn gì đó thì mọi người chat ở trên đây. Trong group Zalo Hường chặn chế độ chat rồi bởi vì nó ồn quá, nên là chat ở trên đây thì có vẻ bình yên hơn. Công nhận không cả lớp? Yêu cầu đi nha, yêu cầu tham gia. Xong hết chưa cả nhà? Xong rồi, ai yêu cầu tham gia xong rồi viết xuống xong nha. Đã tham gia đã gửi yêu cầu. Viết xuống đã gửi yêu cầu nếu như mọi người viết đã gửi yêu cầu tham gia. Hết đi anh em, kéo xuống ở đây nó có một cái video nha. Đây là bài 1. Rồi hôm nay ai bỏ lỡ, mọi người có muốn Hường gửi luôn bài 2 không? Hôm nay mọi người có ai muốn gửi bài 2 viết xuống không? Muốn gửi bài 2 luôn. Tức là muốn gửi ghi âm bài hôm nay á. Mọi người viết xuống muốn gửi ghi âm bài hôm nay thì Hường sẽ gửi luôn vào trên group này để cho chúng ta học. Làm đi anh em, làm đi. Nếu mà ghi xuống. Với cả như thế này nè. Đợt trước Hường có một chị ấy là chị ấy không rành về công nghệ, xong rồi chị ấy đăng ký học cũng như là chị tham gia mạng affiliate marketing này nè. Chị học một thời gian sau rồi chị mới có học được có một hai bữa và bỏ đi luôn luôn. Không chịu học nữa, kiểu như không rành công nghệ mấy chứ bạn. Và không có nói chung là kiểu như cuộc sống bà thích đi du ngoại nên này như kia chứ không làm. Ok, để anh kết thúc luôn cái phần kia đã rồi em hãy chia sẻ tiếp thêm những cái mới cho mọi người đang hỏi. Ok, thì lúc nãy mà Nguyên cứ chia sẻ về chúng ta về cái phần về xây dựng một cái trang landing page đó, thì bên cạnh đó cũng thấy có rất nhiều cái câu hỏi á, thì cũng sẽ dành một chút thời gian để mà giải đáp những thắc mắc cũng như là kết thúc cái vấn đề này để cho mọi người có thể về chúng ta làm được. Thì sau đó thì cô Tomoto Hường sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với anh em chúng ta ha. Thì ở đây lúc nãy cũng có thấy là một số người có thể nói là dù như là cái form sau nút thanh toán nên để thông tin gì, cái form sau nút không, thì mọi người hãy lưu ý rằng mọi người đừng có quan tâm tất cả những cái gì khác liên quan đến cái hệ thống hay là gì như Nguyên vừa mới chia sẻ. Mọi người chỉ cần tập trung và hiểu được cái hệ thống cách nhất. Cái thứ hai là mình cần biết cách xây dựng một cái trang landing page như thế nào thôi. Còn những cái phần còn lại, những cái buổi sau Huy sẽ tiếp tục chia sẻ cho mình ha, để cho mình cả lớp chúng ta cùng nhau đi, cả lớp chúng ta cùng nhau và là học chung một cái kiến thức. Nếu như giải thích người này mà cả lớp mọi người nghe mà mọi người không hiểu thì mình nghĩ rằng nó sẽ không có giá trị ở đây. Nên thành những cái gì mà Huy chia sẻ nó cần phải tất cả mọi người chúng ta cần phải làm và đón nhận như thế thì nó mới hiệu quả nhất, chứ không thể chia sẻ từng người được thì nó sẽ rất tốn thời gian mà nó không mang lại hiệu quả. Ở cái thứ hai nữa là một số người hỏi đó là cái web nó không vào được, không biết là mọi người có vào được chưa. Mình vừa mới fix xong á thì nó đã vào được rồi thì phải, nói thì mọi người có thể vào xem ha. Vào và vừa rồi thì Tomato Hường cô giáo chúng ta đã chia sẻ cho mình cái nhóm rồi đó, thì tất cả những cái vấn đề liên quan đến
liên quan đến chỉnh sửa, hỗ trợ, hay là mình post bài, hay là mình post cái trang mình lên để mà Thường, anh Nguyên hay là những thành viên khác tham khảo, hay là những cái đội ngũ hỗ trợ mà họ xem, thì mình hãy post lên trên cái group mà lúc nãy cô Tô Tô Hường đã post lên đó. Ok, đó tuyệt vời. Rồi thì cái phần vừa rồi liên quan đến sơ đồ hệ thống kinh doanh thì nó cũng khá đơn giản thôi. Và hãy nhớ rằng là nếu như mình chưa có hình dung rõ ràng thì cứ luyện tập theo những cái bài tập mà Nguyên giao, thì cứ mỗi những bữa như vậy, tầm khoảng là 5 bữa như vậy, thì mình sẽ hiểu hết toàn bộ cái hệ thống. Chứ nếu như mình học chỉ 1-2 bữa thì không thể nào hiểu được hệ thống đâu. Nên Thành đừng có lo lắng là cái việc là mình có hiểu được hết hệ thống hay không, không quan trọng. Mình luyện tập, thực hành và cùng nhau làm, thì mỗi buổi như vậy nó sẽ là một mảnh ghép giúp mình có thể hoàn thiện cái mảnh ghép là cái hệ thống của mình. Ok, thì đó là một số cái chia sẻ. Thì nếu mà có gặp vấn đề gì đó về đường link thì Nguyên sẽ kiểm tra, mọi người sẽ sửa lại sau cái buổi Zoom ngày hôm nay liền cho anh em chúng ta, không vấn đề gì cả, nhanh chóng, rất là nhanh, trong vòng 5 phút là xong. Ok, rất tuyệt vời mọi người. Rồi, cô Tôn Tư Hương có thể tiếp tục chia sẻ cùng với tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi từ nãy giờ. Mọi người đã tham gia hết nhóm chưa? Nên tham gia nhóm nha, để chia sẻ ở trên đấy. Hồi nãy Hương đang kể là có một cô ấy tham gia affiliate marketing, tham gia 1-2 bữa xong cô ấy biết mất luôn, cô ấy đi chơi du lịch mất này nọ, nó tóm lại vậy. Xong rồi sau đấy thì cô ấy ép con trai của cô ấy học, không ngờ con trai của cô lại thành công, lại có những kết quả tuyệt vời. Nên là đôi khi ấy có những thứ mà mình cảm thấy không thích ấy, thì tức là mình có những cái mình cảm thấy ví dụ như rối quá hay là mình không chuyên ấy, thì có những bạn trẻ rất là thích. Nên là ở trong cái group mà hồi nãy Hương gửi cho cả nhà ấy, thì group này thì Hương cũng chia sẻ và đào tạo, nói tóm lại là Hương chia sẻ những cái buổi thứ năm hàng tuần này cũng giải đáp các thắc mắc trên cái group đấy. Nên các anh chị nếu mà thấy bạn bè hoặc là người thân hoặc ai mà trẻ trẻ hoặc là những người nào hứng thú với công nghệ cứ ép vô, thì cứ để họ xem các video, các bài, để cho biết đâu có một sự thay đổi, của một bước ngoặt thay đổi cuộc đời thì sao. Bởi vì đôi khi chỉ cần một người trong gia đình làm được mảng affiliate marketing là gần như cả gia đình lớn của chúng ta thay đổi một số phận luôn vậy đó. Tại vì mọi người biết rồi đấy, ví dụ như không làm được thì thôi, một khi đã làm được thì nó cứ toàn nghìn đô, nói nó hơi ngại miệng, nghìn đô mỗi ngày như vậy. Đấy, nó hơi đa cấp, nói chuyện ghê nhưng đa cấp, như thực tế là như vậy á. Nếu mà Hưng không nói tiền vô thì làm sao mà cả lớp, cả nhà chúng ta có động lực làm. Nhưng thực tế là 20.000 đô một tuần là cũng khá là nhiều bạn làm được. Không phải là tất cả, không phải là hầu hết, nhiều mà là cứ một vài bạn làm được 20.000 đô một tuần. 20.000 đô một tuần thì mọi người cứ tưởng tượng đi, nó khoảng cỡ tầm bao nhiêu tiền một tuần. Một tháng là khoảng 80.000 đô thì khoảng tầm 1 tỷ 7 một tháng, đúng không? Nói chung là cũng ok rồi. Nên là đấy là cái con số mơ ước thôi. Bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ những cái bước đi đầu tiên. Và chắc chắn đấy là những người Hường biết thôi. Còn những người mà học viên của Hường hoặc là những người bên ngoài mà Hường không biết nữa thì mọi người không thể tưởng tượng được nè. Mọi người có thể search trên Google, trên mấy cái Facebook của mấy kênh YouTube của mấy ông Tây á, mọi người sẽ thấy là doanh số của họ chia sẻ trong những ngày tháng gần đây, doanh số mùa Covid lên như thế nào. Toàn là mười mấy nghìn đô một ngày thôi. Cũng bán hàng ở trên Clickbank đấy. Đấy là cái Hường chia sẻ và hy vọng là sẽ giúp được mọi người có nguồn cảm hứng. Chứ còn để mà Hường biến từ một người không có nguồn cảm hứng để làm được thì thực sự là không dễ. Nên là thực sự mọi người phải động lực, tự tạo động lực cho mình và làm. Và cái tiếp theo nữa là có một việc này nhờ anh em được, không biết có anh em có được không. Nếu mà hồi nãy giờ Hường chia sẻ và cũng mong muốn là tổ chức cái buổi chia sẻ Zoom hàng tuần thì không biết nhờ việc này, mà cái việc này rất là dễ, không biết là anh em dễ nhưng mà quan trọng với Hường, cả nhà có thể làm được không, nếu được sức được phát để Hường có thể nhờ cả lớp làm dùm. Nói chung là đối với mọi người thì rất dễ, nhưng đối với Hường thì thực sự là rất là quan trọng tới thời điểm này. Hồi hộp quá không biết việc gì ạ. Vậy nè, tóm lại là Hường đang nỗ lực để xây một cái kênh YouTube nó tăng sub lên.
nên là anh em vô cái kênh YouTube này nè, đăng ký với Phường cái thế thôi. đăng ký cái kênh đấy, thì bây giờ Hường sẽ gửi cái link đăng ký kênh đấy qua cái phần chat đấy, anh em cầm subscribe cái, mỗi người sub một phát kể xong rồi kênh của Hường nó lên một chút, cái tuần sau mình gặp lại mình chia sẻ nữa cho nó tóm lại là Hường sẽ có động lực nhiều hơn để bắt đầu chia sẻ những chương trình miễn phí như thế này, từ đây cho đến trước mắt là cứ từ đây cho đến gần như có khả năng là từ đến cuối năm cứ cố gắng tổ chức chương trình mỗi tháng, à mỗi tuần để mà có thể chia sẻ hết những kiến thức về internet marketing dành cho những ai quan tâm tới cái việc kiếm tiền trên mạng này. Chứ mọi người đừng có thấy cái khúc sub này mọi người rời đi hết nha, sub cho Hường cái nha, sub nha, không nằm cả bước thân, không cần cái xây dựng thương hiệu cá nhân đâu. Đây là Hường đang muốn là thi đua cùng bạn bè để xây cái để muốn lấy nút bạc trên YouTube thôi. Đang có một tham gia cùng một cái nhóm xây kênh YouTube ấy, đang nỗ lực để lấy cái nút bạc thôi. Chứ không có gì đâu. Nên là tổ chức Zoom đấy là cũng một cái động lực rất là lớn để Hường làm. Xúc rồi à? Xúc rồi đúng không? Rồi ok, thế tham gia nhóm sẵn sàng đó rồi đúng không? Như vậy thì mình cũng chia sẻ ngắn vậy thôi. Bây giờ quan trọng là mọi người làm bài tập để tuần sau chúng ta gặp lại. Ai sẽ uống biết hồi nãy giờ mọi người đã sức chưa, mình coi thử lực sức có tăng lên không, có động lực chia sẻ tiếp cho ta, chia sẻ riết hồi sức mình cũng tăng biết nào. ok cảm ơn cả nhà, rất là nhiều anh chị em đã sức, nói chung là rất là biết ơn cả lớp. Như vậy là vui rồi, tuần sau chúng ta lại gặp những cái buổi chia sẻ miễn phí hàng tuần như thế nữa. Và trong quá trình mọi người xem video ấy, nhớ like cho một cái và bình luận cho một cái để Hương biết là anh em đã xem ngày hôm nay nha. Nếu mà like cái comment dưới cái video và nói rằng đã tham gia Zoom hàng tuần thì Hường thực sự rất là nhiệt tình để trả lời những cái comment như thế, và thực sự rất nhiệt tình để hỗ trợ những người viết xuống là cho Hường biết là đã tham gia chương trình Zoom hàng tuần. Ok, như vậy thì có lẽ là buổi hôm nay thì cũng khá là nhiều để anh em học rồi, nên để dành tuần sau. Trước mắt là học thì phải hành, nếu học mà không hành thì không có ý nghĩa gì, nên là dành tạm thời gác lại kiến thức ở đây để anh em hành đi đã. Hành một tuần đi đã, rồi tuần sau chúng ta gặp lại để có những kiến thức mới để hành tiếp. Còn nếu mà kiến thức này mọi người không chịu hành nữa thì tuần sau học cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu, bởi vì là chưa hành tuần này mà tuần sau hành tiếp nữa là rồi tiêu rồi, hành là tiêu rồi. Nên là anh em có đồng ý là làm hết để tuần sau chúng ta gặp lại và hành cái khác không? Đồng ý không? Ok không? Cứ xuống ok cái đi cả lớp. Ok nha. Ok, nhất trí. Tuyệt vời quá. Anh em chúng ta mà cứ làm hoàn thành bài tập, mà nếu hoàn thành sớm thì Nguyên và Hường sẽ chia sẻ thêm những cái bước, những cái cách làm tiếp theo cho anh em. Còn nếu anh em mà không hoàn thành bài tập thì nó không có giá trị cả, nó không có ý nghĩa gì. 2 tiếng hôm nay cũng không có mang lại cho mình cái ý nghĩa gì, cái giá trị gì về sau này cả. Tất cả chúng ta cần phải làm bài tập. Và sau khi kết thúc cái Zoom này thì Nguyên sẽ, như lúc nãy Nguyên có hứa đó, là Nguyên sẽ up một cái video hướng dẫn về cách mình đăng ký, cách mình xây dựng một cái trang landing page, thì anh em chúng ta thực hành và làm theo. Và sau khi làm xong nhớ là báo cáo kết quả lên trên cái group Facebook ha, báo cáo kết quả lên trên cái group Facebook để cho mọi người cùng nhau tham khảo và cùng nhau thực hành. Và khi mà mình xem cái video mà mình hướng dẫn á, thì có những cái vấn đề gì mình chưa rõ, hay có cái gì đó mình nảy sinh những cái ý tưởng trong đầu, ví dụ như mình muốn thiết kế cái trang landing page mà mình muốn nó màu mè hơn, mình muốn nó hiệu ứng này, mình muốn nó cái hình ảnh kia, mình muốn nó như thế nào đó, thì hãy comment xuống, Nguyên comment xuống cái video đó, Nguyên sẽ vào và trả lời hỗ trợ cho anh em chị em chúng ta. Và tốt hơn thì mọi người hãy comment cái vấn đề mình xuống, và trước cái comment đó mọi người chỉ cần là để là NH là Nguyên sẽ biết được là đó là những cái học viên, những cái thành viên mà chúng ta tham gia buổi Zoom ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời. Và đó là những cái chia sẻ của Nguyên, thì hy vọng là cái quan trọng đây Nguyên bỏ luôn nhắc đi nhắc lại, đó là chúng ta phải làm. Không làm thì không có được cái kết quả, không làm thì không mang lại được bất cứ một cái điều gì khác ngoài cái sự thay đổi cả, không có điều gì khác. Ok. Gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đồng đội VNI Rainbow và các đồng đội VNI khác. Gửi lời cảm ơn đến các anh em Eagle Club đã tham gia buổi Zoom ngày hôm nay, và đặc biệt là các thành viên, các học viên cũ tham gia các lớp affiliate gym sau.
cũng như là toàn thể tất cả các anh chị đã có mặt tại group Zalo của Hường, cũng như là đã follow Hường từ trước đây. Lời biết ơn và hẹn gặp lại cả nhà, cả lớp vào tuần sau.